Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 64. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phương xa, lúc này, bốn phía có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đang vây xung quanh hắn. Một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện cách trước mặt Diệp Huyên không xa, người này chính là ông lão ở cạnh Hiên Viên Kỳ. Ông lão áo đen liếc nhìn xác chết của người đàn ông nọ, sau đó lại quay sang Diệp Huyên, "Diệp Huyên, nơi này không phải là Tiên Kiếm Tông." Diệp Huyên đột nhiên trợn trừng hai mắt về phía ông lão áo đen, "Muội muội ta là do các ngươi bắt đi." Ông lão áo đen cười nói, "Đúng vậy." Nói xong, lão nhìn Diệp Huyên, "Sao nào, muốn tiêu diệt nhà họ Hiên Viên sao?" Diệp Huyên trầm mặc. Ông lão áo đen cười nói, "Hiên Viên tộc ta truyền thừa gần 8 vạn năm, từ xưa đến nay đã có vô số thế lực tông môn bị diệt, nhưng Hiên Viên tộc ta vẫn tồn tại. Đừng nói là Diệp Huyên ngươi, cho dù là cô gái váy trắng sau lưng người xuất hiện, thì làm được gì? Có thể làm được gì chứ?" "Tự tin." Tất nhiên ông lão áo đen tự tin rồi. Hiên Viên tộc truyền thừa đến nay, đã trải qua rất nhiều chuyện. Mà trong lịch sử Hiên Viên tộc, đã từng xuất hiện 3 vị cường giả vị chi cảnh. Không chỉ thế, tộc trưởng đời đầu tiên của Hiên Viên tộc cũng từng là cường giả đứng đầu đại thế giới huyền hoàng trong quá khứ, và hơn nữa, ông ta cũng là người đầu tiên của đại thế giới huyền hoàng đi vào được ngũ duy. Mà Hiên Viên tộc truyền thừa đến nay, dù là chính bản thân lão cũng không hiểu rõ hết được gốc gác ở trong tộc. Lão chỉ biết là Hiên Viên tộc ở đại thế giới huyền hoàng này, cho dù không phải là số một, nhưng chắc chắn không ai dám bắt nạt. Bởi vì trong quá khứ, Hiên Viên tộc đã từng xảy ra xung đột với một vị cường giả vị chi cảnh ở đại thế giới huyền hoàng, nhưng Hiên Viên tộc vẫn tồn tại, lúc đó trong tộc bọn họ còn không có vị cường giả vị chi cảnh nào. Hiên Viên tộc không xem thường cô gái váy trắng, nhưng bọn họ cũng không sợ. Nếu không họ đã không nhằm vào Diệp Huyên rồi. Hơn nữa thế lực nhằm vào Diệp Huyên không chỉ có mỗi nhà họ Hiên Viên. Kẻ địch của Diệp Huyên và cô gái váy trắng còn nhiều hơn chữ nhiều nữa. Nhà họ Hiên Viên chỉ là một trong số đó. Diệp Huyên đứng trước mặt ông lão áo đen không nói gì, chỉ lặng thinh. Ông lão áo đen cười bảo, "Diệp Huyên." Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Xoẹt. Một tia kiếm quang lập tức xuyên thủng qua cuống họng của ông lão áo đen. Giọng nói của ông lão áo đen im bật, lão trợn tròn hai mắt, trong đấy tràn ngập sự khó tin, làm sao? Có thể. Giết trong chớp mắt. Lúc này đây, Diệp Huyên đã không còn thấy đâu. Nhất kiếm vô lượng. Khi phải đối mặt với ông lão áo đen này, Diệp Huyên quả quyết dùng luôn nhất kiếm vô lượng. Bởi vì chỉ có nhất kiếm vô lượng và tháp giới ngục mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết chết được ông lão áo đen này, mà sau khi sử dụng nhất kiếm vô lượng, Diệp Huyên lập tức trốn vào không minh. Lúc cường giả Hiên Viên tộc chạy đến thì Diệp Huyên đã không còn đâu. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước thi thể ông lão áo đen, gã mặc một bộ cẩm bào, trong tay cầm một hạt châu màu đen, hạt châu sáng lấp lắc, còn có hắc quang đang không ngừng tỏa ra. Người này chính là người đứng thứ hai trong Hiên Viên tộc Hiên Viên Tiếu, đệ đệ ruột của tộc trưởng Hiên Viên tộc. Hiên Viên Tiếu nhìn ông lão, thân thể lão đang dần trở nên hư huyền, lão gắt gao nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Tiếu, đừng xem thường. Còn chưa nói hết lời, cả người lão đã hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Tiếu trầm mặc trong chốc lát rồi nhắm hai mắt lại, phút chốc ấy, thần thức của gã ta như một tấm lưới khổng lồ bao trùm toàn bộ Hiên Viên giới. Cho dù là một con kiến nhỏ ở ngoài xa vạn dặm cũng không thể thoát khỏi thần thức của gã. Nhưng gã lại không phát hiện ra Diệp Huyên. Diệp Huyên như thể đã hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Tiếu khẽ nhíu mày lại, sao có thể thế được? Như nghĩ đến điều gì, gã híp hai mắt lại, một khắc sau, cả người đã biến mất. Chấm chấm chấm. Lúc này Diệp Huyên đang ở trong một không gian rất kỳ diệu, hắn vẫn ở vũ trụ tứ duy, nhưng lại như thể không ở đấy, cảm giác này hắn không sao diễn đạt bằng lời được. Không minh. Sau khi sử dụng nhất kiếm vô lượng, hắn lập tức chọn cách trốn vào không minh, bởi vì lần này hắn phải đối mặt với cả Hiên Viên tộc. Hơn nữa hiện tại tuy triển khai nhất kiếm vô lượng sẽ không bị phản phệ, nhưng chiêu kiếm này gần như hút hết tất cả linh khí trong cơ thể hắn, sẽ khiến hắn mệt mỏi. Theo suy đoán của hắn, bây giờ mỗi lần triển khai nhất kiếm vô lượng gần như cách khoảng 2 canh giờ nữa hắn mới có thể dùng lại một lần. 2 canh giờ, vậy là đủ rồi.
Diệp Huyên lấy một viên tinh thạch ra, tinh thạch này tên là Nguyên Tinh, lúc trước hắn đã lấy được từ trên người Bắc Cảnh Vương, thứ này còn có đẳng cấp cao hơn thần tinh vài bậc. Diệp Huyên bắt đầu hấp thu Nguyên Tinh vừa vào bụng, một luồng năng lượng tinh khiết lập tức tràn ra trong cơ thể hắn. Cứ thế, khoảng chừng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên đã biến mất. Chấm chấm chấm. Lúc này, Hiên Viên tộc có thể nói là đang đề phòng nghiêm ngặt, bởi vì họ không tìm thấy được Diệp Huyên. Đối với Diệp Huyên, Hiên Viên tộc vẫn khá là kiêng kỵ, bởi vì Diệp Huyên có thể giết được một vị cường giả đăng phong cảnh trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt đấy. Hơn nữa giết xong còn lập tức biến mất, cho dù là Hiên Viên tộc cũng không thể điều tra được hành tung của hắn. Nếu Diệp Huyên quang minh chính đại đến, Hiên Viên tộc chắc chắn không sợ, nhưng vấn đề là Diệp Huyên lại âm thầm đến. Toàn bộ Hiên Viên giới không ngừng có thần thức đảo quanh. Trong một gian đại điện, Hiên Viên Kỳ quỳ gối trước một pho tượng này là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn thẳng về phía trước, bên hông dắt một thanh kiếm không có vỏ, toàn thân kiếm vàng óng, mặt bên có khắc sao trăng trời, một mặt khắc núi sông cây cỏ, cán kiếm một bên để võ học thần thông. Một bên ghi kế sách thống nhất vạn giới bát hoang. Thần kiếm. Thanh kiếm này chính là kiếm đứng đầu đại thế giới huyền hoàng. Hiên Viên Kỳ quỳ trước pho tượng, im lặng không nói gì. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt ả ta, lão khẽ nói, đứng lên đi. Hiên Viên Kỳ lắc đầu, lỗi của ta. Ông lão nói, ngươi có lỗi, nhưng cũng không hẳn đều là do ngươi, không ai ngờ rằng kiếm đế Thính Vân lại giúp đỡ Diệp Huyên. Hiên Viên Kỳ trầm mặc. Ông lão lại nói, không sợ thất bại, chỉ sợ thất bại rồi lại nhụt chí, sẽ thất bại hoàn toàn. Nói xong, lão xoay người biến mất chẳng còn thấy đâu. Trong điện, Hiên Viên Kỳ im lặng một lúc rất lâu, sau đó ả ta bỗng nói, đi ra đi. Vừa dứt lời, Diệp Huyên đã xuất hiện ở sau lưng ả ta. Mà trong khoảnh khắc Diệp Huyên xuất hiện đó, ngoài đại điện lập tức có vô số cường giả Hiên Viên tộc hiện thân. Hiên Viên Tiếu đứng ngay ở cửa đại điện. Gã nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn Hiên Viên Kỳ cười nói, có phải rất tò mò tại sao ta lại biết ngươi xuất hiện ở đây không? Bởi vì, đúng lúc này, một thanh kiếm đã đâm vào sau gáy ả ta, kiếm đâm vào nửa tấc, máu tươi tràn ra, chẳng mấy chốc, sau lưng ả ta đã bị nhuốm một mảnh đỏ tươi. Thấy cảnh này, những cường giả nhà họ Hiên Viên đều biến sắc, lập tức định ra tay. Nhưng lại bị Hiên Viên Tiếu cản lại. Bởi vì Hiên Viên Kỳ chính là con gái của gã. Hiên Viên Tiếu nhìn Diệp Huyên, chuyện của nam nhân, để nam nhân giải quyết. Diệp Huyên đột nhiên quay phát sang gào lên, vậy sao Hiên Viên tộc ngươi lại bắt muội muội ta? Hả? Hiên Viên Tiếu liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Kỳ thả muội muội hắn ra. Diệp Huyên nhìn Hiên Viên Kỳ im lặng. Diệp Huyên lập tức chém xuống một kiếm. Xoẹt! Toàn bộ cánh tay phải của Hiên Viên Kỳ rơi xuống. Hiên Viên Tiếu ở phía xa xa híp hai mắt lại, trong mắt đã có sát ý. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, tuy đã mất một cánh tay, nhưng ả ta lại chẳng hề nhíu mày lấy một cái. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, muội muội ngươi không ở trong tay ta. Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi à? Hả? Hiên Viên Kỳ vẫn lạnh lùng, con bé thật sự không ở trong tay ta. Diệp Huyên lại chém xuống một kiếm nữa. Xoẹt. Cánh tay còn lại của Hiên Viên Kỳ bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Hiên Viên Tiếu ở cách đấy không xa đã muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên chĩa thẳng kiếm vào giữa hàng mày Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Tiếu lập tức dừng lại, gã nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, đừng động vào con bé. Diệp Huyên không để ý đến Hiên Viên Tiếu. Hắn chỉ nhìn Hiên Viên Kỳ, ta muốn thấy muội muội của mình. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Mà lúc này, Hiên Viên Tiếu ở cách đấy không xa xen lời vào, nó nói không ở trong tay nó thì chắc chắn là không ở. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười này thật sự khiến người ta thấy sợ hãi. Diệp Huyên lúc này đây tản ra một luồng sáng đỏ quỷ dị ở quanh thân, mà trong luồng sáng này là vô cùng vô tận sát ý cùng lệ khí. Thấy Diệp Huyên ngày càng bất bình thường, Hiên Viên Tiếu trầm giọng nói, ta sẽ tìm giúp ngươi. Diệp Huyên nhìn Hiên Viên Tiếu lại nhìn Hiên Viên Kỳ, cô bé kia ở đâu? Hiên Viên Kỳ trầm mặc chốc lát rồi đáp, đang lúc trở về,
con bé đã bị người khác bắt đi. Bị người khác bắt đi. Thiên Viên Tiếu khẽ nhíu mày, ai? Thiên Viên Kỳ lắc đầu, không biết. Thiên Viên Tiếu trầm giọng lại, nói thật. Thiên Viên Kỳ lắc đầu, thật sự không biết, đối phương ít nhất phải là Đăng Phong Cảnh. Đăng Phong Cảnh. Thiên Viên Tiếu híp mắt lại, cường giả cỡ này, dù là ở đại thế giới huyền hoàng cũng thuộc hàng đầu. Thiên Viên Tiếu trầm mặc. Giờ khắc này gã đã biết, Thiên Viên thế gia cũng bị người khác hãm hại. Thiên Viên Tiếu nhìn về phía Diệp Huyên, có người ở lợi dụng ngươi đã hãm hại nhà họ Hiên Viên. Vù! Đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyên nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, vẻ mặt rất dữ tợn, ngũ quan đã vặn vẹo hết lên, bây giờ ngươi đang nói với ta là con bé đã không còn nữa. Vừa dứt lời, tay trái hắn bỗng chộp lấy cổ Hiên Viên Kỳ, mà tay phải đang cầm kiếm Thiên Chu đâm xuyên qua bụng ả ta. Chiêu kiếm này vô cùng tàn nhẫn. Phụt! Hiên Viên Kỳ lập tức hộc ra một ngụm máu. Ở phía xa xa, Hiên Viên Tiếu vẫn không ra tay. Bởi vì chiêu kiếm này của Diệp Huyên vẫn chưa đủ để lấy mạng Hiên Viên Kỳ, chỉ khi hủy diệt linh hồn của ả ta, Hiên Viên Kỳ mới coi như là chân chính tử vong về mặt ý nghĩa. Diệp Huyên nhìn Hiên Viên Kỳ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi ở đấy mà nhìn cho rõ. Vừa dứt lời, hắn bỗng xoay người nhìn về phía Hiên Viên Tiếu. Gã híp mắt lại, hạt châu trong tay đang dần rung lên. Tay phải Diệp Huyên đột nhiên biến mất không thấy đâu. Con người của Hiên Viên Tiếu đột nhiên co rụt lại, mà lúc này đây, gã đã cảm nhận được hơi thở tử vong. Bấy giờ, gã đã hiểu tại sao ông lão áo đen lại bị giết trong nháy mắt rồi. Chiêu kiếm này quá khủng bố. Hiên Viên Tiếu vội vung tay phải ra phía trước. Hạt châu màu đen trong tay gã lập tức hóa thành một tia kiếm quang bao phủ lấy Diệp Huyên, thế nhưng một khắc sau, tia hắc quang kia đã bị phá nát, viên hắc châu kia cũng đồng thời bị vỡ vụn thành từng mảnh. Trong nháy mắt hắc châu vỡ nát, hai tay, Hiên Viên Tiếu đột nhiên chập lại, một luồng khí thế ngập trời bạo phát từ trong cơ thể gã, gần như là trong chớp mắt, toàn bộ đại điện nơi đây đã hóa thành bột mịn. Kiếm đến. Mà hai tay Hiên Viên Tiếu lại trực tiếp chộp lấy kiếm của Diệp Huyên, nhưng chỉ một khắc sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân thể Hiên Viên Tiếu lập tức nổ tung, không chỉ vậy, linh hồn của gã cũng bị chấn bay ra ngoài vạn trượng chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây đều ngây người như phỗng. Một chiêu kiếm giết Hiên Viên Tiếu trong nháy mắt. Hiên Viên Tiếu ở phía xa xa nhìn bản thân, lúc này đây. Thân thể gã đang bắt đầu hư huyễn với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hiên Viên Tiếu ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm kỹ này của ngươi là gì? Diệp Huyên xoay người cầm kiếm chỉ vào Hiên Viên Kỳ, nhìn cho kỹ. Ta muốn giết sạch hết nhà họ Hiên Viên của ngươi. Vừa dứt lời, hắn bỗng dẫm chân phải xuống. Một luồng ánh sáng đỏ ngầu lập tức phóng ra từ cơ thể hắn lao lên trời, phút chốc sau. Phía chân trời đã trở thành màu đỏ lòm. Huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Thật ra cho dù là đại địa chi lực hay là không gian chi lực đều không mạnh mẽ bằng huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực này một khi được kích phát đã gia tăng sức mạnh cho Diệp Huyên rất nhiều, hắn sẽ càng đánh càng mạnh, nhất là sau khi hấp thu được huyết khí ở xung quanh. Khi thấy Diệp Huyên dùng một chiêu kiếm giết Hiên Viên Tiếu trong chớp mắt, cường giả nhà họ Hiên Viên đều sinh lòng sợ hãi. Đây không phải là chiến thắng, mà là giết trong nháy mắt. Một chiêu giết Hiên Viên Tiếu trong nháy mắt. Điều này chỉ ít phải là cường giả Đăng Phong Cảnh mới làm được. Diệp Huyên này đã có sức chiến đấu ngang tầm cường giả Đăng Phong Cảnh. Khoảnh khắc Hiên Viên Kỳ ở phía sau Diệp Huyên thấy Hiên Viên Tiếu bị giết chết, ả ta lập tức dại ra. Bị giết, rồi. Phụ thân chỉ còn một chút nữa là đạt đến Đăng Phong Cảnh của ả ta đã bị Diệp Huyên giết. Hiên Viên Kỳ thấy đầu óc mình trống rỗng. Mà lúc này, Diệp Huyên lại đột nhiên xông ra ngoài. Xoẹt! Nơi Diệp Huyên đi qua đều để lại luồng kiếm quang màu đỏ lòm. Gần như là trong nháy mắt, một cường giả nhà họ Hiên Viên ở ngoài 10 trượng bên phải Diệp Huyên bị chém văng đầu. Mà khoảnh khắc cái đầu ấy rơi xuống, thì lại có một ông lão nhà họ Hiên Viên ở đằng trước bị một kiếm xuyên thủng. Xoẹt xoẹt xoẹt! Chỉ ngắn ngủi mấy khắc, đã có 5, 6 người bị chém chết. Đúng lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên lóe lên ở giữa sân,
Diệp Huyên ở phía xa xa bỗng quay người bổ xuống một kiếm. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi hơn trăm trượng. Mà nơi Diệp Huyên vừa đứng xuất hiện một người đàn ông mặc khôi giáp màu vàng, trong tay gã ta cầm một thanh trường thương, mà bấy giờ, chuôi trường thương kia đã bị đứt đoạn. Ngoài tên này ra, bốn phía xung quanh Diệp Huyên chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm sáu cường giả cũng mặc khôi giáp vàng trên thân. Bảy người. Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất. Người đàn ông mặc giáp vàng đối diện Diệp Huyên gầm lên, phá. Vừa dứt lời, bảy người đồng loạt ra tay, bảy đạo kim quang lập tức nhấn chím Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên lần nữa bị đánh bay, mà lần này hắn phải lui đến tận nghìn tượng. Diệp Huyên vừa mới dừng lại thì một thanh trường thương vàng đã xé không lao đến. Diệp Huyên vung tay chém ra một chiêu kiếm. Ầm. Trường thương màu vàng lập tức vỡ nát, nhưng bản thân Diệp Huyên cũng bị đẩy lùi hơn trăm trượng nữa. Hắn còn chưa dừng lại thì một thanh trường thương khác lại lao đến. Diệp Huyên nắm kiếm Thiên Chu bằng cả hai tay rồi bổ về trước một nhát. Ầm. Chuôi trường thương vàng kia lập tức bị kiếm Thiên Chu chẻ làm hai, nhưng một khắc sau, một thanh thương khác lại đâm vào thân kiếm Thiên Chu, cũng lúc đó, lại một thanh thương nữa đâm vào bụng Diệp Huyên. Ầm. Kiếm Thiên Chu rung lên kịch liệt, Diệp Huyên lại bị đẩy lùi thêm lần nữa. Mà hắn vừa dừng lại, một cường giả giáp vàng đã xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng vào ngực hắn với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng Diệp Huyên lại không hề tránh né, hắn để mặc thanh trường thương ấy đấm vào ngực mình, thế nhưng gần như là cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên đã chặt đứt thân thương, rồi sau đấy hắn lại tung kiếm về phía trước. Xoẹt! Trong nháy mắt kiếm Thiên Chu đã đâm xuyên qua bụng của một tên lính giáp vàng. Mà lúc này, mấy thanh trường thương khác cũng nhanh chóng nhấn chìm Diệp Huyên. Ầm! Diệp Huyên trên không trung lại bị chấn bay, trước mặt hắn. Sáu cường giả giáp vàng liên tục vây công như vũ bão. Sáu người phối hợp vô cùng ăn ý, căn bản không chừa cơ hội nào cho Diệp Huyên phản kích. Lúc này đây, Diệp Huyên đã bị áp chế. Nhưng rất nhiều cường giả nhà họ Hiên Viên ở quanh đấy vẫn nghiêm mặt như cũ. Bởi vì tuy Diệp Huyên bị áp chế, nhưng sáu người này cũng không giết được hắn. Trên người Diệp Huyên không chỉ có mỗi bộ giáp vàng, mà thân thể hắn cũng đã đạt đến thần cảnh. Trừ khi có thực lực tuyệt đối áp chế, hoặc là thần khí, nếu không thì căn bản không thể giết chết được Diệp Huyên. Bởi vì phòng ngự của hắn quá mức biến thái. Trên không, sáu người kia bỗng dừng lại xếp thành một hàng, thần thức của chúng gắt gao bao lấy Diệp Huyên, trong cơ thể chúng đang có một sức mạnh cường đại lặng lẽ ngưng tụ thành. Diệp Huyên đứng đối diện đã có máu tươi chảy xuống nơi khóe miệng. Tuy sáu người này không thể phá được hàng phòng ngự của hắn. Nhưng thân thể hắn vẫn phải gánh chịu sức mạnh to lớn của sáu người này. Đúng lúc này, đối diện hắn bỗng vang lên một giọng nói tụ. Vừa dứt lời, trong cơ thể sáu người đột nhiên bùng lên sáu luồng kim quang, một khắc sau, sáu luồng kim quang này lập tức tụ thành một thanh trường thương vàng óng dài đến trăm trượng. Ầm. Nháy mắt, không gian bốn phía rung lên kịch liệt, lập tức rạn nứt. Người đàn ông giáp vàng cầm đầu bước ra trước một bước, phá. Vừa dứt lời, thanh trường thương khổng lồ kia đột nhiên hóa thành một luồng kim quang bắn về phía Diệp Huyên. Nơi trường thương đi qua, không gian lập tức nứt ra từng lớp, trông vô cùng đáng sợ. Ở đầu mũi thương, Diệp Huyên bỗng nhiên hạ xuống đất, hắn nắm thật chặt kiếm Thiên Chu trong tay. Xung quanh hắn, địa linh chi lực vô cùng vô tận đang ồ ạt hội tụ về thân thể Diệp Huyên như thủy triều cuộn dâng. Lặng thinh trong chốc lát, Diệp Huyên đột nhiên dẫm chân phải xuống một cái. Bù! Một tiếng kiếm ngân vang lên giữa đất trời. Diệp Huyên cầm kiếm Thiên Chu trong tay xông lên trước chém một nhát. Ầm! Thanh trường thương này như muốn nổ tung, nhưng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong nó vẫn không ngừng chấn lui Diệp Huyên. Trong quá trình ấy, máu tươi trong miệng Diệp Huyên không ngừng trào ra, nhưng những giọt máu ấy lại bị thân thể hắn hấp thụ ngược lại. Mà luồng sáng đỏ quanh thân Diệp Huyên ngày càng sẫm màu, hơi thở thô bạo trong người hắn cũng ngày càng mạnh lên. Tại khoảnh khắc Diệp Huyên dừng lại, cả người hắn đã bị luồng huyết quang rợn người bao trùm, ở trong luồng sáng ấy, vẻ mặt Diệp Huyên đã vô cùng dữ tợn, tựa một kẻ tội đồ phủ đầy máu. Thấy cảnh này, sắc mặt đám cường giả Hiên Viên tộc ở xung quanh trở nên vô cùng khó coi.
bởi vì hơi thở quanh thân Diệp Huyên lúc này đây đã mạnh hơn rất nhiều. Đây là càng đánh càng mạnh. Bên trong huyết quang, cả người Diệp Huyên đang bắt đầu rung lên. Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên một chốc rồi khẽ nhíu mày lại, bởi vì Diệp Huyên bây giúp đã không còn khống chế được huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn nữa rồi. A Việt liếc mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ đám giáp vàng trước mắt ra, trong bóng tối quanh đây còn có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ mơ hồ. Hiên viên tộc này không đơn giản. A Việt xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn A Việt, trong mắt hắn chỉ còn màu đỏ máu. A Việt sầm mặt lại, nàng ta biết, bây giờ không đi được nữa rồi. Lúc này, Diệp Huyên đã xông ra ngoài. Trong nháy mắt đó Diệp Huyên lao ra đó, 6 tên giáp vàng ở phía xa xa cũng biến mất tại chỗ. Ở trên không, sắc mặt A Việt vô cùng âm trầm, nhưng nghĩ đến điều gì, nàng ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Hiên Viên Kỳ. Bấy giờ Hiên Viên Kỳ đã sạm mặt như cho tàn. A Việt nhìn Hiên Viên Kỳ, muội muội của hắn ở nơi nào? Hiên Viên Kỳ không có biểu cảm gì. A Việt híp hai mắt lại, ta biết, Hiên Viên tộc ngươi có năng lực giữ hắn lại, nhưng ngươi có từng nghĩ đến hậu quả khi giết chết hắn chưa? Hậu quả? Hiên Viên Kỳ cười gằn, ý ngươi là cô gái váy trắng sau lưng hắn sao? Ngươi nghĩ là Hiên Viên tộc ta sợ? A Việt nhìn Hiên Viên Kỳ, như đang nhìn một đứa ngu ngốc, các ngươi có hiểu rõ nàng ta không? Hiên Viên Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại, biết Hiên Viên tộc ta đã tồn tại ở đại thế giới huyền hoàng này bao nhiêu năm rồi không? Nói xong, ả ta nhìn A Việt, 8 vạn năm, trong 8 vạn năm này, nhà họ Hiên Viên ta có 3 vị cường giả vị chi cảnh, còn cường giả bán bộ vị chi cảnh cũng phải gần 30. Hiên Viên tộc ta truyền thừa đến nay, gốc gác trong tộc. A Việt đột nhiên hỏi, người cảm thấy vị chi cảnh là mạnh nhất? Hiên Viên Kỳ nhìn về phía A Việt, cười gằn, chứ sao, người định bảo cô gái váy trắng kia đã vượt qua vị chi? A Việt trầm mặc. Hiên Viên Kỳ nhìn chằm chằm vào A Việt, thật ra ta cũng tin trên đời này có người vượt khỏi vị chi cảnh. Năm đó tộc trưởng đầu tiên của Hiên Viên tộc ta từng gặp một vị kiếm tu áo xanh, người đó là cường giả trên vị chi cảnh. Kiếm tu áo xanh. A Việt khẽ thở dài, ta biết ngươi nói đến ai. Hiên Viên Kỳ híp mắt lại, ngươi biết. A Việt nhìn Diệp Huyên ở cách đấy không xa, lắc đầu, đời thứ hai mạnh nhất. Hiên Viên Kỳ đang định nói gì đó thì A Việt đã xen ngang, ta có thể thông cảm cho người, bởi vì thế giới chúng ta sống không giống nhau. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất. Mà khoảnh khắc A Việt đang biến mất ấy, có hai ông lão áo bảo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt A Việt. A Việt không hề nhiều lại, chỉ đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai ông lão áo bảo đen lập tức bị chấn lui liên tục. Tiếp đó, Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên ở phái xa, khi thấy hắn, sắc mặt ả ta chẳng mấy chốc đã thay đổi. Bởi vì Diệp Huyên giờ khắc này đã có thể cân sức ngang tài với 6 người kia. Diệp Huyên này thật sự càng đánh càng mạnh. Hơn nữa Diệp Huyên còn có viện binh. Hiên Viên Kỳ nhìn về phía A Việt cách đó không xa, A Việt đã hoàn toàn áp chế hai ông lão áo bảo đen kia. Người này là ai? Hiên Viên Kỳ chau mày lại. Một chốc sau, Hiên Viên Kỳ đột nhiên nói, ra tay. Vừa dứt lời, một luồng tàn ảnh đột nhiên bắn về phía Diệp Huyên. Lại là một cường giả bán bộ đăng phong cảnh. Cường giả kia vừa xuất hiện, Diệp Huyên trên không trung lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 trượng, không chỉ thế, không gian nơi hắn lướt qua đều bị nứt ra, trông cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên vừa dừng lại, giáp vàng trên người hắn đã nứt ra, sau đó vỡ vụn ngay tại chỗ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, ở trước mặt hắn không xa là một ông lão, lão ta thân mang áo bào trắng, tóc bạc phơ. Vừa nãy chính là ông lão này đã tung một quyền đánh nát bộ giáp vàng của hắn. Ông lão áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, tay phải khẽ siết lại, một nguồn sức mạnh vô hình lặng yên ngưng tụ trong lòng bàn tay lão. Không gian xung quanh chợt bắt đầu hư huyễn. Lực lượng từ nguồn sức mạnh này khiến không gian xung quanh không thể chịu đựng nổi. Đúng lúc này, Hiên Viên Kỳ phía dưới đột nhiên nói, tam thúc. Tam thúc. Hiên Viên Kỳ vừa dứt lời, lại một ông lão nữa xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão này mặc một bộ trường bào rộng màu đen, trong tay lão đang cầm một thanh trường đao. Lại là một cường giả bán bộ đăng phong cảnh khác.
Tất nhiên họ đã không muốn chừa cho Diệp Huyên bất kỳ cơ hội nào nữa. Diệp Huyên càng đánh càng mạnh, nếu cứ tiếp tục hao tổn như thế, ai biết được hắn sẽ mạnh đến mức nào. Bởi vậy, nhà họ Hiên Viên quyết định tung đòn chí mạng. Hai cường giả bán bộ đăng phong cảnh thêm vào sáu chí cảnh đỉnh cao, đội hình này đã hoàn toàn có thể giết chết Diệp Huyên rồi. Hiên Viên Kỳ ở phía dưới nhìn thẳng vào Diệp Huyên, giết. Vừa dứt lời, tám người trên không lập tức định ra tay, mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngửa đầu gào lên, một khắc sau, một tòa tháp nhỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa hàng mày của hắn. Tháp giới ngục. Khoảnh khắc tháp giới ngục xuất hiện, tất cả mọi người ở đấy đều biến sắc. Tháp giới ngục. Khi tòa tháp nhỏ kia hiện ra, một áp lực vô hình lập tức xuất hiện, sức mạnh của áp lực này làm cho mọi người ở đây đều biến sắc. Bao gồm cả hai vị cao thủ đăng phong cảnh trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, Hiên Viên Kỳ ở phía dưới đột nhiên tức giận nói, mau giết hắn. Ngay lúc này, ả ta có chút hoảng rồi. Bởi vì ả ta cũng đã cảm nhận thấy một mùi chết chóc. Hiên Viên Kỳ vừa dứt lời, hai cao thủ bán bộ đăng phong cảnh ở cách đó không xa lập tức biến mất, chuẩn bị ra tay. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, tù. Thanh âm vừa dứt, trên đầu hai ông lão trước mặt Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện hai chữ, tù, màu đỏ máu, khi hai chữ này xuất hiện, hai ông lão liền dừng lại tại chỗ, không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, sáu gã thị vệ mặc giáp vàng phía sau hai ông lão cũng bị khóa chặt tại chỗ. Tám người đều hoảng hốt. Hai ông lão đứng đầu thúc giục tất cả huyền khí trong cơ thể, nhưng mà, bọn họ vẫn không thể mảy may động được chút nào. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại gầm lên, thu. Vừa dứt lời, tám người lập tức biến mất. Mà gần như là cùng lúc, sắc mặt Diệp Huyên trắng bệch, không phải trắng bình thường. Mà cách đó không xa, Hiên Viên Kỳ đã ngây người. Mất rồi. Hai bán bộ đăng phong cảnh và sáu cao thủ chi cảnh đỉnh cao cứ như vậy mà mất rồi. Xa xa, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía A Việt ở bên phải, đi. Phía chân trời, A Việt đang giao chiến cùng hai cao thủ của nhà Hiên Viên đột nhiên dừng lại ngay sau đó, nàng ta liền trở về tháp giới ngục. Diệp Huyên xoay người biến mất. Sắc mặt của các cao thủ nhà Hiên Viên trắng bệch như tờ giấy. Xong rồi. Diệp Huyên vừa giết hai vị bán bộ đăng phong cảnh và sáu cao thủ chí cảnh đỉnh cao chỉ trong chớp mắt. Cách đó không xa, sắc mặt Hiên Viên Kỳ lúc này cũng vô cùng tái nhợt. Ả ta cũng không ngờ Diệp Huyên vậy mà lại có thể dùng sức của một mình hắn giết chết hai bán bộ đăng phong cảnh và sáu chí cảnh. Họ đều là cao thủ đỉnh cấp của nhà Hiên Viên đó. Trái tim Hiên Viên Kỳ đang rỉ máu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Lúc này đây, ả ta thật sự sợ rồi. Giết chết đăng phong và sáu chí cảnh trong chớp mắt, việc này ít nhất cũng phải là cao thủ đăng phong cảnh chân chính mới làm được. Nói cách khác, Diệp Huyên của bây giờ, sau khi sử dụng tòa tháp kia, đã có được thực lực của cao thủ đăng phong cảnh. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Lần này, ả ta thật sự chơi phải lửa rồi. Chấm chấm chấm. Những gì Diệp Huyên làm ở nhà họ Hiên Viên nhanh chóng truyền khắp đại thế giới huyền hoàng. Lúc này, toàn bộ đại thế giới huyền hoàng đều hết sức kinh hãi. Huyền hoàng giới, trong điện huyền hoàng. Huyền hoàng chủ đứng ở cửa điện huyền hoàng, trong tay cầm quyển mật báo. Qua hồi lâu, huyền hoàng chủ nhẹ giọng nói, thật không ngờ tới, thực lực của tên Diệp Huyên này lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Ở bên cạnh huyền hoàng chủ, một ông lão trầm giọng nói, lần này nhà Hiên Viên có thể nói là chịu tổn thất nghiêm trọng. Huyền hoàng chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, vẫn chưa đủ đâu. Nói đến đây, khóe miệng bà ta hơi nhếch lên, chỉ mới bắt đầu thôi. Chấm chấm chấm. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt hắn là một đống nguyên tinh, ngoài ra hắn còn uống mấy viên đan dược chữa thương. Lúc này cơ thể hắn đang khôi phục với tốc độ cực nhanh. Mà ở trước mặt hắn còn bày ra tám cái xác. Hai bán bộ đăng phong cảnh, sáu chí cảnh đỉnh cao. Sau khi vào tháp giới ngục, tám người này lập tức bị giết chết. Nhưng mà, hắn cũng phải trả cái giá lớn, đó chính là tòa tháp chìm vào ngủ say, hắn sẽ không thể thúc giục tháp giới ngục trong khoảng thời gian ngắn. Trước mặt Diệp Huyên là Viêm Già và A Việt. A Việt nhìn Diệp Huyên, trầm giọng nói, việc này sợ là vẫn chưa xong đâu.
Viêm Gia gật đầu, sợ là chỉ vừa mới bắt đầu. A Việt thấp giọng thở dài, tiểu tử này quá để tâm tới em gái hắn rồi. Viêm Gia nhìn sang A Việt, có đối sách nào không? A Việt lắc đầu, không ai khuyên được hắn. Viêm Gia trầm lặng. Có ai có thể khuyên được Diệp Huyên đang nổi điên không? Có. Diệp Liên. Nhưng Diệp Liên lại bị bắt đi rồi. Chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn nhìn tám cái xác dưới đất, sau đó hắn vung tay phải lên, một đống tư liệu xuất hiện trước mặt hắn. Luyện chế ma thi. Hắn biết chiêu luyện thế ma thi này, sở dĩ lúc trước để ma chủ luyện chế, là bởi vì ma chủ lợi hại hơn hắn. Bây giờ ma chủ ngủ say, hắn chỉ có thể tự mình làm. A Việt nhìn qua Diệp Huyên, sau đó nói, nhà hiên viên mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi đó. Diệp Huyên im lặng. A Việt lại nói, cứ kiên quyết đối đầu không phải là kế hay. Diệp Huyên vẫn im lặng. A Việt nhìn sang Viêm Già lắc đầu. Bây giờ nói gì cũng không có tác dụng. A Việt khẽ thở dài, chỉ cần liên quan đến Diệp Liên, tiểu tử Diệp Huyên này liền giống như biến thành một người khác vậy. Khoảng 3 canh giờ sau, Diệp Huyên đang muốn ra khỏi tháp giới ngục, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, phải đánh nhau à? Diệp Huyên xoa đầu Tiểu Linh Nhi, phải ngoan. Nói xong, hắn ra khỏi tháp giới ngục. Mà ở cửa tháp tầng 1 có 8 ma thi đứng đó. Sức chiến đấu của 8 ma thi này không mạnh được như bọn họ lúc còn sống, nhưng cũng không yếu, ít nhất được 8 phần thực lực của bọn họ. Hơn nữa, những ma thi này trải qua bí pháp luyện chế của ma tộc, cơ thể càng được tăng cường nhiều hơn, bởi vậy, sức chiến đấu của chúng vẫn vô cùng khủng bố. Trong tháp giới ngục, nhìn Diệp Huyên rời đi, Tiểu Linh nhìn trầm lặng. Qua hồi lâu, cô bé đột nhiên nắm chặt hai nắm đấm, lầm bầm hai tiếng, dám bắt nạt người của ta. Ở bên cạnh, A Việt và Viêm Già. Tiểu Linh Nhi chợt xoay người rời đi, rất nhanh, cô bé đến trước một cây linh thụ, dưới cây linh thụ có đặt hai cái hộp. Tiểu Linh Nhi ngồi xổm trước hộp, không biết đang nói thầm cái gì, Đánh nhau, hả, hộp màu đen này sao? Cái gì, lợi hại không? Được được. Trong tầng 1, Viêm Già nhìn lên mái nhà, nhẹ giọng nói, tiểu nha đầu kia đang xem thường cái gì? A Việt lắc đầu, nhà đầu kia cũng có chỗ dựa vững chắc đấy. Viêm Già nhìn A Việt trầm giọng nói, hơn nữa, rất lợi hại. Nàng ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ lúc tiểu tử màu trắng kia xuất hiện. Giá trị võ lực của tiểu tử kia có thể không cao, nhưng linh thể trong trời đất đều sợ nó, không chỉ có như thế, nó còn có thể khống chế linh khí, điều này là chí mạng nhất. Linh khí là căn bản của võ giả. Mà cái này lại chịu khống chế bởi tiểu tử kia. Quan trọng nhất là tiểu tử kia với người đàn ông mặc thanh sam là một. Người đàn ông mặc thanh sam. A Việt lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, nàng ta nhìn sang A Việt, ta tìm hiểu một chút về thế giới này. Viêm Già nhìn về phía A Việt nhẹ giọng nói, đây gần như là thế giới mạnh nhất trong tứ duy giới. Không đơn giản đâu, tiểu tử này bây giờ đã không được bình thường rồi, hắn hoàn toàn mặc kệ có nguy hiểm hay không. Ta đi hiểu biết một chút. Nói xong, nàng ta đã biến mất. Hiên viên giới. Hiên viên giới lúc này có phòng bị mà trước nay chưa từng có. Sau khi Diệp Huyên rời đi, nhà họ Hiên Viên lập tức triệu hồi các cao thủ bên ngoài nhà họ Hiên Viên. Mà tại Hiên viên giới, một quầng sáng lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hiên viên giới. Quầng sáng này bao phủ toàn bộ Hiên viên giới. Mà trên quầng sáng này còn được trải đầy các loại bùa màu vàng. Trong điện Hiên Viên, lúc này các cao thủ nhà họ Hiên Viên tập hợp trong điện, mà đứng đầu là một vị trưởng lão thái thượng của nhà họ Hiên Viên, tên là Hiên Viên Phong, năm đó cũng là một vị cao thủ siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy. Hiên Viên Phong có dáng người gầy ốm, sắc mặt khô vàng, hai mắt như chim ưng, sắc bén như đao. Ở bên phải cách trưởng lão thái thượng không xa là Hiên Viên Kỳ. Giờ phút này hai cánh tay của Hiên Viên Kỳ đã khôi phục. Lúc này, một ông lão ở phía dưới đột nhiên nói, việc lần này cần phải nghiêm khắc trừng phạt Hiên Viên Kỳ. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, nếu không phải nàng ta quyết định sách lược sai lầm thì nhà họ Hiên Viên ta sao có thể bị tổn nhiều cao thủ như vậy. Không chỉ có như thế, còn làm thất lạc em gái của Diệp Huyên, khiến cho chúng ta không có cách nào kiềm chế Diệp Huyên kia.
Hơn nữa bây giờ Diệp Huyên giống như một kẻ điên nhắm vào nhà họ Hiên Viên ta, chúng ta sống mái với Diệp Huyên, không ngừng bị Diệp Huyên làm cho tiêu hao, người được lợi là ai? Là nhà họ Hiên Viên ta sao? Hiên Viên Kỳ trầm lặng. Ông lão lại nói, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc là ai đứng sau bày mưu ra tất cả những điều này. Mà bây giờ nhà họ Hiên Viên ta tổn thất nghiêm trọng, rơi vào tình cảnh như hiện giờ, Hiên Viên Kỳ khó tránh khỏi trách nhiệm. Hiên Viên Phong đột nhiên nhìn về phía ông lão vừa nói, lúc này, điều chúng ta nên quan tâm không phải là lỗi của ai, mà là nên tìm cách giải quyết gã Diệp Huyên này. Nói xong, ông ta quét nhìn một lượt mọi người, nhà họ Hiên Viên ta từ khi tổ tiên thành lập gia tộc tới nay, chưa từng bị người khác ức hiếp làm nhục như thế. Hiện nay cả đại thế giới huyền hoàng đều đang chê cười nhà họ Hiên Viên ta, nỗi nhục này không rửa sạch. Nhà họ Hiên Viên ta mãi mãi không thể ngẩng đầu tại đại thế giới huyền hoàng này. Trước mặt Hiên Viên Phong, ông lão kia trầm giọng nói, chúng ta đã bị người khác lợi dụng. Hiên Viên Phong nói bằng giọng lạnh lùng, đây không phải trọng điểm là báu vật kia vẫn trong tay Diệp Huyên, trọng điểm là Diệp Huyên đã giết hơn 10 người của nhà họ Hiên Viên ta, trọng điểm là Diệp Huyên đã mang đến sự sỉ nhục cho nhà họ Hiên Viên. Nói xong, ông ta nhìn sang Hiên Viên Kỳ, truyền lệnh xuống. Bằng mọi giá phải tìm kiếm Diệp Huyên, nếu không tìm thấy, nhà họ Hiên Viên ta sẽ tiến đến Bắc Cảnh, lão phu muốn xem, Diệp Huyên rốt cuộc có chịu ra không, ta. Nói đến đây, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa điện Hiên Viên. Gần như là cùng một lúc, mọi người ở đây đều xoay người nhìn về phía cửa đại điện. Một người đàn ông đang đứng ở đó. Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên này tự mình đến đây. Hiên Viên Phong nhìn thấy Diệp Huyên, hai mắt híp lại, tay phải từ từ nắm chặt. Diệp Huyên nhìn về phía Hiên Viên Phong, người đang tìm ta. Hiên Viên Phong đang định nói, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Suy, một tia kiếm quang chợt lóe lên. Nhất kiếm vô lượng. Khi một lần nữa nhìn thấy kiếm kỹ này, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Kiếm kỹ này lúc trước đã giết chết Hiên Viên Thiếu chỉ trong chớp mắt. Mà vào lúc này Hiên Viên Phong kia cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng muôn phần khiếp sợ, ông ta không dám nghĩ nhiều, đột nhiên xông về phía trước, một làn sóng lửa lớn xuất hiện trong đại điện, trong phút chốc, toàn bộ đại điện hóa thành tro tàn. Kiếm tới. Suy. Trong điện vang lên tiếng xé rách. Một tức sau, đại điện khôi phục bình thường, Diệp Huyên đứng phía sau Hiên Viên Phong. Mà giờ phút này, giữa hai chân mày của Hiên Viên Phong chảy đầy máu tươi. Lại lần nữa giết trong chớp mắt. Các cao thủ của nhà họ Hiên Viên hoảng hốt, liên tục lùi lại. Hiên Viên Kỳ đứng tại chỗ, à ta chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy, không hề động. Diệp Huyên đi đến trước mặt Hiên Viên Kỳ, tay trái hắn đột nhiên ôm lấy gáy Hiên Viên Kỳ, tay phải cầm kiếm mạnh đâm mạnh về phía trước. Suy, kiếm của Diệp Huyên trực tiếp xuyên thủng bụng của Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, dung mạo tuyệt đẹp của ả ta không chút dao động. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi sống mà nhìn ta giết sạch nhà họ Hiên Viên ngươi. Phải không? Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới từ phía sau Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người, ở cách hắn không xa một người đàn ông trung niên đứng đối mặt với hắn. Người đàn ông trung niên một thân áo trắng, tay áo thêu họa tiết mây đen. Bên hông có đéo một miếng ngọc bội, ông ta chậm rãi bước từ phía xa tới, trong sự ung dung còn kèm theo một chút nho nhã. Các cao thủ nhà họ Hiên Viên nhìn thấy người đàn ông trung niên này, liền vội vàng cung kính hành lễ. Hiên Viên Võ. Hiên Viên Võ không phải tộc trưởng của nhà họ Hiên Viên, nhưng ông ta là võ sư của Hiên Viên tộc. Võ sư. Chức vụ này vô cùng thiêng liêng trong nhà họ Hiên Viên. Bất kỳ đệ tử nào của nhà họ Hiên Viên cũng đều sẽ được đưa tới võ đường để học võ đạo từ khi còn nhỏ. Mà lão đại của võ đường chính là Hiên Viên Võ. Có thể nói, Hiên Viên Võ này là sư phụ của mọi người trong nhà họ Hiên Viên. Điều đáng nói là Hiên Viên Võ là cao thủ đăng phong cảnh. Cao thủ đăng phong cảnh chân chính. Hiên Viên Võ nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, nhẹ giọng nói, trình độ kiếm đạo không tồi, cộng thêm vật bên ngoài. Sức chiến đấu của ngươi cũng không phải biến thái bình thường. Diệp Huyên cười khẽ, rốt cục cũng có đăng phong cảnh xuất hiện rồi sao? Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyên, cười nói, bọn ta phần lớn đều ở bên ngoài,
bao gồm cả tộc trưởng, lần này nếu không phải trong tộc xảy ra chuyện, ta sợ rằng còn không biết bao lâu mới trở về. Nói xong, ông ta nhìn liếc qua Hiên Viên Kỳ, chuyện của đàn ông nên dùng cách của đàn ông giải quyết, ngươi nói phải không? Diệp Huyên nhếch miệng cười, Hiên Viên tộc ngươi nói với ta về cách thức của đàn ông. Ha ha! Vừa dứt lời, hắn xoay người, kiếm một chém xuống. Suy! Toàn bộ cánh tay phải của Hiên Viên Kỳ lập tức bị chém đứt. Sắc mặt Hiên Viên Võ không chút thay đổi. Nụ cười của Diệp Huyên dần trở nên dữ tợn, ta ngược lại muốn hỏi một câu, bảo vật kia ở trên người ta, nhà họ Hiên Viên ngươi nhằm vào ta là được, vì sao phải nhằm vào em gái ta? Mà bây giờ, ngươi tới nói với ta về cách thức của đàn ông. Nhà họ Hiên Viên đã ra dáng đàn ông chưa? Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, người sau trầm giọng nói, cô bé kia đã không còn trong tay ta nữa rồi. Hiên Viên Võ hỏi, ở trong tay ai? Hiên Viên Kỳ nói, không biết, chỉ biết đối phương là Đăng Phong Cảnh. Nói xong, ả ta nhìn sang Diệp Huyên, ngươi nên đi tìm người đó. Diệp Huyên đột nhiên giơ tay tát một cái. Ba, Hiên Viên Kỳ ngay lập tức sưng đỏ cả má phải. Cách đó không xa, Hiên Viên Võ nhíu mày, quá đáng. Vừa dứt lời, ông ta định ra tay, mà lúc này, một tòa tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện ở giữa hai chân mày Diệp Huyên. Tháp giới ngục. Khi nhìn thấy tòa tháp hư ảo này, các cao thủ nhà họ Hiên Viên đều hoảng hốt, nhao nhao lùi về sau. Hiên Viên Võ kia cũng hơi thay đổi sắc mặt. Ông ta cảm nhận thấy hơi thở nguy hiểm. Diệp Huyên không quan tâm Hiên Viên Võ, hắn nhìn Hiên Viên Kỳ ở trước mặt, nếu ta là ngươi, ta sẽ tự sát, bởi vì như vậy sẽ chết được thoải mái hơn một chút. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, hắn nhếch miệng cười, ngươi nhìn xem, nhà họ Hiên Viên bởi vì việc ngươi làm mà đã chết bao nhiêu người. Nhưng mà ta có thể nói với ngươi một cách có trách nhiệm, đây chỉ là bắt đầu, Diệp Huyên ta còn sống, là sẽ còn giết. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, ngươi ở tại đây liều chết với nhà họ Hiên Viên ta, có ý nghĩa không? Diệp Huyên đột nhiên giống giận, ông đây giết càng điên cuồng, em gái ta càng an toàn, ngươi hiểu không? Vừa dứt lời, hắn thúc mạnh đầu gối vào bụng Hiên Viên Kỳ. Bịch! Cả người Hiên Viên Kỳ lập tức bay ra, cuối cùng ả ta rơi đập mạnh xuống đất. Phù! Hiên Viên Kỳ vừa chạm đất liền liên tục phun ra mấy ngụm máu, không chỉ như vậy, trong cơ thể ả ta đã bị Diệp Huyên đánh đến tả tơi. Hiên Viên Kỳ lau máu ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên giống như điên dại ở xa xa. Lúc này đây trong đầu nàng đột nhiên vang lên lời Khương Cửu nói lúc trước ở Bắc Cảnh. Động hắn thì được, đừng động đến em hắn. Tên này thực sự sẽ nổi điên đó. Nếu nhà họ Hiên Viên có Diệp Liên ở đây, chắc chắn có thể uy hiếp Diệp Huyên, nhưng vấn đề là nhà họ Hiên Viên không có Diệp Liên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Ả ta cả đời tính kế người khác, mà lần này, cũng bị người ta tính kế rồi. Mà sở dĩ Diệp Huyên nhằm vào nhà họ Hiên Viên, ngoại trừ sự phẫn nộ của bản thân ra, còn có một nguyên nhân, đó là để bảo vệ em gái hắn. Mục đích mà người đứng đằng sau bắt Diệp Liên đi là gì? Dĩ nhiên là hy vọng Diệp Huyên điên cuồng nhằm vào nhà họ Hiên Viên, mà Diệp Huyên càng nhằm vào nhà họ Hiên Viên, thì Diệp Liên lại càng có giá trị, Diệp Liên càng có giá trị, cơ hội sống của nàng càng lớn. Mà nếu Diệp Huyên không nhằm vào nhà họ Hiên Viên, Diệp Liên rất có khả năng sẽ bị xử lý một cách bí mật, bởi vì đối phương có thể cũng sợ, sợ dẫn lửa thiêu thân. Chỉ cần hắn không ngừng nhằm vào nhà họ Hiên Viên, người đứng sau sẽ thấy Diệp Liên có giá trị lợi dụng, sẽ không giết nàng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là Diệp Huyên thật sự rất hận nhà họ Hiên Viên. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Hiên Viên Võ, tòa tháp hư ảo ở giữa hai chân mày hắn đặc biệt thu hút ánh nhìn. Diệp Huyên nói, muốn thử một chút uy lực của tháp này không? Hiên Viên Võ cười nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, giết ngươi rồi, ta nghĩ nhà họ Hiên Viên hẳn là sẽ bị tổn thất rất lớn. Hiên Viên Võ híp mắt lại, ngươi rất tự tin. Diệp Huyên đi về phía Hiên Viên Võ, hai mắt Hiên Viên Võ híp lại, từ từ nắm chặt tay phải. Xung quanh, các cao thủ nhà họ Hiên Viên đều rút đi. Lúc này, tòa tháp nhỏ hư ảo kia đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên, một áp lực vô hình lập tức xuất hiện ở bốn phía. Trong mắt Hiên Viên Võ đã tràn ngập vẻ đề phòng.
hắn dĩ nhiên không dám có chút ý nghĩ khinh thường nào đối với chí bảo ngũ duy này. Phải biết rằng, cách đây không lâu, Diệp Huyên đã dùng tháp này chém giết 8 vị cao thủ siêu cấp của nhà họ Hiên Viên, trong đó có 2 người là bán bộ đăng phong cảnh. Cho dù là ông ta cũng không thể nào giết chết 8 người này trong chớp mắt. Nhưng Diệp Huyên làm được. Diệp Huyên nhìn Hiên Viên Võ, động thủ. Hiên Viên Võ hỏi lại, ngươi vì sao không động thủ? Diệp Huyên cười nói, ngươi là đăng phong cảnh, dĩ nhiên nên là ngươi động thủ trước. Sắc mặt Hiên Viên Võ không chút thay đổi, nếu ta đoán không lầm, dùng bảo vật này nhất định sẽ gây ra cho ngươi sự phản vệ không nhỏ, đúng không? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, lúc trước ta đã dùng một lần, nhưng ta bây giờ vẫn rất tốt đây. Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyên, tay phải ông ta nắm chặt, trong nắm đấm ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh. Nhưng ông ta vẫn không dám động thủ. Chí bảo ngũ duy. Hắn đương nhiên biết một chút về bảo vật này, nó thế nhưng là đến từ ngũ duy. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi về phía xa. Hiên Viên Võ híp hai mắt lại. Sau khi đi ra xa 10 trượng, Diệp Huyên dừng lại nhìn về phía Hiên Viên Võ, nếu ngươi không động thủ, thì ta đi đây. Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyên, ông ta đột nhiên ra tay, mà đúng lúc này, một chữ tù, màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hiên Viên Võ. Hiên Viên Võ thay đổi sắc mặt rõ rệt, ngay lập tức muốn ra tay, mà lúc này, chữ tù, màu đỏ kia cũng đột nhiên biến mất. Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyên cười ha ha. Nhà họ Hiên Viên, em gái ta một ngày không xuất hiện, ta sẽ mỗi ngày giết một người nhà Hiên Viên, cho đến khi giết sạch nhà họ Hiên Viên mới thôi. Vừa dứt lời, hắn liền biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía cuối chân trời. Không ai dám ngăn cản. Mọi người đều sợ tháp của Diệp Huyên. Ngoài tháp ra, kiếm kỹ kia của Diệp Huyên cũng vô cùng khủng bố. Phía dưới, Hiên Viên Võ cau mày, sắc mặt cực kỳ u ám. Qua hồi lâu, Hiên Viên Võ đột nhiên nói, có thông báo cho tộc trưởng không? Cách đó không xa, một cao thủ nhà họ Hiên Viên trầm giọng nói, đã thông báo. Hiên Viên Võ gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Kỳ ở cách đó không xa, lúc này Hiên Viên Kỳ có thể nói là cực kỳ chật vật. Sắc mặt Hiên Viên Kỳ tối sầm, không biết đang nghĩ gì. Hiên Viên Võ đi đến trước mặt Hiên Viên Kỳ, người cảm thấy là ai mang em gái hắn đi. Hiên Viên Kỳ trầm lặng một lát, sau đó nói, phu tộc, hoặc là đạo môn. Phu tộc, Hiên Viên Võ nhẹ giọng nói, phu tộc này có rất nhiều ân oán với nhà họ Hiên Viên ta, thật sự có khả năng là bọn họ. Còn đạo môn này, Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, theo ta điều tra, đạo môn từng tiếp xúc với Diệp Huyên, hình như còn xảy ra mâu thuẫn. Mà lần này, nếu là bọn họ mang Diệp Liên đi, có thể đơn giản chỉ là vì bảo vật trên người Diệp Huyên. Hiên Viên Võ trầm mặc. Hiên Viên Kỳ lại nói, ngoài bọn họ ra, còn có một thế lực. Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, Huyền Hoàng Chủ. Hiên Viên Võ nhíu mày, bà ta. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, chỉ là có khả năng, bởi vì đại thế giới Huyền Hoàng càng loạn thì càng có lợi cho bà ta. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, dù sao, thực lực hiện nay của Huyền Hoàng giới không hề mạnh. Hiên Viên Võ im lặng một lát, sau đó nói, bảo người của chúng ta lập tức điều tra. Không, đi bảo Thiên Võng điều tra. Thiên Võng, tổ chức tình báo lớn nhất của đại thế giới Huyền Hoàng, mức độ thần bí có thể so với đạo môn. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, vậy Diệp Huyên. Hiên Viên Võ lắc đầu, nếu chúng ta không tìm ra ai mang em gái hắn đi, hắn sẽ vẫn liều mạng với chúng ta, mà cứ tiếp tục như vậy, chịu thiệt nhất chính là nhà họ Hiên Viên ta. Hơn nữa, đối phương rất có khả năng sẽ bước ra nhằm vào chúng ta ở thời điểm mấu chốt. Hiên Viên Kỳ nhẹ giọng nói, võ sư, thật xin lỗi, do quyết định sai lầm của ta mới gây ra tình trạng như bây giờ. Hiên Viên Võ nhìn Hiên Viên Kỳ, lỗi lầm của ngươi sau này sẽ do tộc trưởng xử lý. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hiên Viên Kỳ im lặng đứng tại chỗ. Cho tới bây giờ, ả ta cũng không hối hận nhằm vào Diệp Huyên. Bởi vì ả ta vốn đã là quan hệ đối địch với Diệp Huyên. Điều ả ta hối hận là ả ta không nên là người đầu tiên nhằm vào em gái Diệp Liên của Diệp Huyên. Hành động lần này của ả ta đã mang đến cho nhà họ Hiên Viên tổn thất quá lớn. Hơn nữa, tổn thất này có thể sẽ tiếp tục mở rộng.
Qua hồi lâu, Hiên Viên Kỳ xoay người rời đi. Bây giờ, ả ta và nhà họ Hiên Viên cần phải làm là cha ra Diệp Liên rốt cuộc ở đâu. Bằng không, nhà họ Hiên Viên vĩnh viễn không được yên bình. Hiện tại, ả ta chỉ mong Diệp Liên còn sống. Nếu không, bất kể Diệp Liên chết trong tay ai, Diệp Huyên chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù nhà họ Hiên Viên. Chấm chấm chấm. Kiếm Võ Môn. Ngày hôm nay, một người áo đen đột nhiên xuất hiện dưới cửa núi Kiếm Võ Môn, người áo đen gạt tay phải ra, một cô bé rơi xuống trước cửa núi Kiếm Võ Môn. Sau khi bỏ cô bé xuống, người áo đen xoay người biến mất. Người áo đen vừa mới đi mất, một người đàn ông trung niên và ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé. Hai người nhìn nhau một cái, sau cùng người đàn ông trung niên trầm giọng nói, đây là Diệp Liên em gái của Diệp Huyên. Diệp Liên. Đồng tử ông lão hơi co lại, có người muốn hãm hại Kiếm Võ Môn ta. Người đàn ông trung niên không nói gì. Ông lão nhìn sang người đàn ông trung niên, thông báo cho Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên hơi nhếch khóe miệng, thông báo cho Diệp Huyên, nói em gái hắn đang ở trong tay Kiếm Võ Môn ta, bảo hắn dùng chí bảo kia và kiếm thánh của Kiếm Võ Môn ta trao đổi. Nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, ông lão trầm giọng nói, chuyện này không thỏa đáng. Người đàn ông trung niên nhìn ông lão, trưởng lão cổ kính, chuyện này sao lại không thỏa đáng. Ông lão tên cổ kính này lắc đầu, Diệp Liên này xuất hiện ở đây, rõ ràng là có người muốn hại Kiếm Võ Môn ta. Diệp Huyên đó ỷ vào thực lực bản thân mà náo loạn Hiên Viên tộc, không chỉ vậy, Hiên Viên tộc còn bị tổn thất hơn 20 chí cảnh đỉnh cao cùng với 3 vị bán bộ đăng phong cảnh. Nếu chúng ta lấy Diệp Liên để uy hiếp Diệp Huyên thì mục tiêu tiếp theo của Diệp Huyên chính là Kiếm Võ Môn ta. Hiên Viên tộc không làm được gì kẻ này, cho dù Kiếm Võ Môn ta có hạ được kẻ này thì nhất định cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Nói đến đây, ông ta nhìn người đàn ông trung niên, nói nữa, cho dù Kiếm Võ Môn ta có đoạt được chí bảo kia thì chúng ta có thể bảo vệ nó được sao? Người đàn ông trung niên trầm mặc. Cổ kính lại nói, hiện giờ thế lực trong đại thế giới huyền hoàng ngấp nghé chí bảo của Diệp Huyên cũng không phải ít, một khi Kiếm Võ Môn ta đoạt được bảo vật đó. Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành đối tượng của mọi thế lực. Nói đến đây, ông ta nhìn đến Diệp Liên cách đó không xa, nhẹ giọng nói, người đưa nàng ta đến nơi này, tâm tư đúng là độc địa. Đột nhiên người đàn ông trung niên nói, tất thảy những gì trưởng lão cổ kính nói ta đều hiểu. Chỉ là, Diệp Liên này cũng là một cơ hội của Kiếm Võ Môn ta, không phải sao? Cổ kính im lặng. Người đàn ông trung niên nói, Diệp Huyên quá để tâm đến muội muội hắn. Nếu chúng ta lấy muội muội hắn để uy hiếp, nhất định hắn sẽ giao chí bảo kia ra. Cổ kính nhìn người đàn ông trung niên, Thương Kỳ, vậy ngươi có từng nghĩ đến chuyện tiếp theo chưa? Người đàn ông tên Thương Kỳ cười nói, tiếp theo chính là đối mặt với sự trả thù của Diệp Huyên, với rất nhiều thế lực của đại thế giới huyền hoàng. Nói đến đây, gã ta lại hỏi ngược, chẳng lẽ trưởng lão cổ kính lại muốn đoạt được chí bảo mà không phải trả bất cứ giá gì sao? Cổ kính trầm mặc một lúc, sau đó nói, thực ra, Kiếm Võ Môn ta không nên muốn vật này. Thương Kỳ lại nói, vậy thánh kiếm của Kiếm Võ Môn ta thì sao? Thánh kiếm. Nghe vậy, sắc mặt cổ kính chợt thay đổi. Thanh kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên chính là bội kiếm của tổ sư Kiếm Võ Môn, nói đơn giản thì đó chính là của Kiếm Võ Môn. Thương Kỳ khẽ nói, sức chiến đấu của Diệp Huyên sao lại mạnh như vậy? Bởi vì hắn có thánh kiếm của Kiếm Võ Môn ta, có được thánh kiếm đó thì người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà Diệp Huyên này sẽ trả lại kiếm cho Kiếm Võ Môn ta sao? Căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, trước đó hắn đã giết biết bao nhiêu người của Kiếm Võ Môn ta, còn tiêu diệt cả thế lực Liêu Nguyên Tông của Kiếm Võ Tông ta, chúng ta và hắn đã là kẻ thù sinh tử của nhau rồi. Bây giờ, có người muốn lợi dụng muội muội hắn để hãm hại Kiếm Võ Môn ta. Vậy tại sao chúng ta không tương kế tự kế, lợi dụng muội muội hắn đòi lại thánh kiếm và chí bảo kia? Cổ kính trầm mặc một lúc, sau đó nói, để môn chủ quyết định đi. Vừa dứt lời, hai người đồng thời quay người, ở trước mặt hai người không xa là một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, bên hông có mang một thanh kiếm, hắn ta đang nhìn Diệp Liên. Người này chính là môn chủ của Kiếm Võ Môn Lý Tinh Hà. Qua một lúc lâu, Lý Tinh Hà chợt nói, truyền lệnh xuống dưới, bảo Diệp Huyên mang thánh kiếm và chí bảo kia đến Kiếm Võ Môn ta,
ba ngày chưa đến thì để hắn đến nhặt thi thể muội muội hắn. Nói xong, hắn ta quay người biến mất. Cùng biến mất theo còn có cả Diệp Liên. Trong sân, Cổ Kính thấp giọng thở dài. Thương Kỳ nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày đó phân thân của tổ sư đích thân đi tìm Diệp Huyên thì đã thể hiện thái độ rồi. Cổ Kính khẽ nhíu mày, tại sao tổ sư không giết hắn? Thương Kỳ cười nhẹ, ai biết được chứ? Cổ Kính lắc đầu, ta cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Diệp Huyên này tại sao lại động đến phân thân tổ sư chứ? Thương Kỳ nói, chớ có nghĩ nhiều nữa. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là nên đối phó với Diệp Huyên thế nào? Cổ Kính im lặng một lúc, sau đó gật đầu, đi thôi. Hai người rời đi. Hiên Viên Giới. Bên trong Hiên Viên Giới lúc này, nhà họ Hiên Viên người chết không ngừng. Người giết đương nhiên là Diệp Huyên. Diệp Huyên đặc biệt chọn ra những cao thủ thần cảnh, mà cao thủ như vậy ở trước mặt hắn gần như không còn sức lực đánh trả. Mỗi một khắc, nhà họ Hiên Viên đều có người chết. Thế nhưng Diệp Huyên lại không hiện thân. Trong một gian đại điện, một cô gái đột nhiên xông ra, cô gái này chính là Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ nhìn xung quanh, Diệp Huyên, có tung tích của muội muội ngươi rồi. Ả ta vừa nói xong, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ả ta. Mà trong tay Diệp Huyên còn nắm đầu người nhuốm đầy máu tươi. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, muội muội ngươi đang ở trong tay Kiếm Võ Môn, bọn họ bảo ngươi đến Kiếm Võ Môn, dùng kiếm và chí bảo kia trong tay ngươi để đổi lại muội muội ngươi, nếu ba ngày chưa đến. Nói đến đây, âm thanh ả ta đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Diệp Huyên đã biến mất. Trong sân, nhìn thấy Diệp Huyên biến mất, Hiên Viên Kỳ lập tức thở phào. Cuối cùng tên sát tinh này cũng đi rồi. Cũng không phải Diệp Huyên có thể lấy sức mạnh bản thân để chống lại cả nhà họ Hiên Viên, bởi vì thực lực hiện tại của Diệp Huyên còn không thể chống lại Đăng Phong Cảnh. Không đúng, thật ra, đến bán bộ Đăng Phong Cảnh còn có năng lực giết chết Diệp Huyên. Nhưng vấn đề là trong tay Diệp Huyên có bảo vật ngũ duy kia. Có bảo vật ngũ duy này thì ngay cả cao thủ Đăng Phong Cảnh cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn. Nhất là Diệp Huyên còn vô cùng am hiểu thuật ẩn nấp. Thời khắc này, ả ta mới phát hiện, Diệp Huyên không hề dễ đối phó như ả ta tưởng. Hơn nữa, cô gái váy trắng kia vẫn chưa xuất hiện. Nếu cô gái váy trắng kia xuất hiện, lại thêm Diệp Huyên này, chỉ đối phó với cô gái váy trắng kia thôi e là phải nhà họ Hiên Viên cũng mất hết toàn bộ. Và lại, cô gái váy trắng đó thấp nhất cũng là Đăng Phong Cảnh, hơn nữa còn có khả năng là bán bộ vị chi cảnh. Vô cùng khó đối phó. Nhưng, nhà họ Hiên Viên sẽ từ bỏ sao? Chí bảo đó lại có thể tiến vào ngũ duy. Ngũ duy, tộc trưởng sẽ không từ bỏ, mấy vị lão quái vật thật sự của Hiên Viên tộc cũng sẽ không buông bỏ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Hiên Viên Vũ xuất hiện bên cạnh Hiên Viên Kỳ, gã ta nhìn hướng Diệp Huyên rời đi phía xa, là Kiếm Võ Tông này cướp Diệp Liên sao? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, không biết. Nhưng cũng có khả năng là bọn họ. Hiên Viên Vũ khẽ nheo mắt, nhà họ Hiên Viên ta và bọn họ không thù không oán, tại sao bọn họ lại muốn hại chúng ta như vậy? Hiên Viên Kỳ nói, có thể là muốn lợi dụng chúng ta làm Diệp Huyên suy yếu, hoặc là nói để chúng ta ép Diệp Huyên dùng át chủ bài, sau đó bọn họ sẽ dễ đối phó. Nói đến đây, ả ta khẽ nheo mắt, xem như ta đã hiểu, tại sao sau khi Diệp Huyên đến đại thế giới huyền hoàng mà bọn họ không có động tĩnh gì. Bọn họ đang đợi, đợi người khác ra tay trước, sau đó đợi người khác bức ép ra được át chủ bài của Diệp Huyên. Nói rồi ả ta cười tự giễu, ta vẫn luôn cho là bản thân mình thông minh vô song, nực cười. Thật nực cười. Hiên Viên Vũ nhìn Hiên Viên Kỳ, thất bại một lần cũng không phải chuyện xấu. Hiên Viên Kỳ gật đầu, đi thôi, đến Kiếm Võ Môn xem. Ngược lại ta muốn xem thử Kiếm Võ Môn muốn đối phó với Diệp Huyên thế nào. Cũng muốn nhìn xem, Diệp Huyên này có thật sự sẽ vì muội muội hắn mà giao hai chí bảo đó không? Nói xong, ả ta liền biến mất tại chỗ. Hiên Viên Vũ cũng biến mất theo sau. Ngoại trừ nhà họ Hiên Viên, rất nhiều cao thủ đại thế giới huyền hoàng đã chạy đến Kiếm Võ Môn. Huyền Hoàng giới, trong điện huyền hoàng. Huyền Hoàng chủ đứng ở cửa đại điện, bà ta khẽ nhếch môi, người nói, hắn thật sự sẽ vì muội muội mà giao ra hai chí bảo kia sao? Bên cạnh Huyền Hoàng chủ, ông lão lắc đầu, sức chiến đấu của hắn sở dĩ mạnh như vậy,
toàn bộ nguyên do là nhờ hai chí bảo kia, nếu giao hai chí bảo đó ra, đừng nói là đăng phong cảnh, chỉ là bán bộ đăng phong cảnh cũng đủ để giết chết hắn rồi. Nói đến đây, ông ta trầm giọng nói, giao hai bảo vật đó ra đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết. Huyền Hoàng chủ cười nói, vậy để chúng ta trông ngóng xem sao. Ông lão nhìn Huyền Hoàng chủ, bệ hạ cảm thấy hắn sẽ giao ra. Huyền Hoàng chủ khẽ cười, cái này không quan trọng, quan trọng là tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nói rồi bà ta ngẩng đầu nhìn nơi chân trời, nhẹ giọng nói, càng lúc càng thú vị rồi đây. Ông lão nhìn chân trời, ánh mắt có vài phần lo lắng. Kiếm võ giới. Kiếm võ môn có thể nói là một trong những thế lực lâu đời nhất của đại thế giới Huyền Hoàng. Tương truyền năm đó tổ sư kiếm võ môn kiếm võ song tuyệt, năm đó ở đại thế giới Huyền Hoàng là vô địch đánh khắp thiên hạ. Thật sự là vô địch. Thời kỳ đó chính là thời kỳ của kiếm võ môn. Thế nhưng, từ sau khi tổ sư kiếm võ môn biến mất, thì sau này kiếm võ môn cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như thế nữa, nhưng kiếm võ môn cũng xem như không chịu thua kém, từng xuất hiện hai vị cao thủ vị chi cảnh. Mặc dù bây giờ kiếm võ môn không so được với thời kỳ đỉnh cao ban đầu, nhưng bây giờ cũng không ai dám xem thường bọn họ. Dù sao chuyện bên trong vẫn còn đó. Kiếm võ giới. Ngày hôm nay, tiếng kiếm đột nhiên vang lên từ trên không trung kiếm võ môn. Ngay sau tiếng kiếm vang vọng đó, Diệp Huyên đã xuất hiện trên bầu trời kiếm võ môn, mà khi hắn vừa xuất hiện thì môn chủ kiếm võ môn Lý Tinh Hà cũng xuất hiện trước mặt hắn. Sau lưng Lý Tinh Hà là Thương Kỳ và Cổ Kính, ngoài hai người nay còn có 10 cao thủ kiếm võ môn. Trong đó có 3 người bán bộ đăng phong cảnh, mà những người khác đều là cao thủ chí cảnh. Có thể nói, đây đều là những cao thủ đỉnh cao nhất của kiếm võ môn. Lý Tinh Hà liếc nhìn Diệp Huyên, đồ đem đến rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, ta muốn gặp muội ấy. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, người không có tư cách đàm phán. Diệp Huyên quay người rời đi. Lý Tinh Hà khẽ nheo hai mắt, lúc này đột nhiên Diệp Huyên nói, ta sẽ đưa bảo vật kia cho nhà họ Hiên Viên, kiếm võ môn người đi tìm nhà họ Hiên Viên đòi đi. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn sang, bên cạnh Lý Tinh Hà có một cô gái nhỏ đang nằm. Chính là Diệp Liên. Diệp Liên nhắm chặt hai mắt như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, đồ đâu? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn sang Lý Tinh Hà, giao muội ấy cho ta. Lý Tinh Hà để tay phải ở chỗ sâu, đưa ta trước. Diệp Huyên không nói gì. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, ta nói sẽ giữ lời. Diệp Huyên khẽ điểm ngón tay, tháp giới ngục bay đến trước mặt Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà vung tay phải, Diệp Liên đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tay Diệp Huyên khẽ run. Hắn ôm lấy Diệp Liên quay người rời đi. Mà lúc này, Lý Tinh Hà đột nhiên lại nói, ngươi không thể đi. Vừa dứt lời, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hắn ta nhìn Diệp Huyên, ngươi không chết, sao ta có thể an tâm? Diệp Huyên trầm mặc. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, tay phải hắn cầm chặt thanh kiếm bên hông, một luồng kiếm thế mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên ôm Diệp Liên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn Lý Tinh Hà thì nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Hắn ta là cao thủ nổi danh đại thế giới Huyền Hoàng, hơn nữa, còn thuộc về hàng ngũ cao thủ siêu cấp đứng đầu. Đăng phong cảnh. Ở Huyền Hoàng giới thì cũng là thuộc hạng siêu cấp đứng đầu. Thế nhưng cho dù là hắn ta thì cũng kiêng dè Diệp Huyên. Diệp Huyên, người này tiềm lực quá lớn, nếu để mặc hắn trưởng thành thì ngày sau nhất định sẽ đem đến tai họa cho kiếm võ môn. Nhất là bây giờ kiếm võ môn và Diệp Huyên đã trở thành tử địch, nếu bây giờ không diệt trừ Diệp Huyên thì qua một thời gian nữa, ngay cả hắn ta cũng không thể đảm bảo mình giết chết được Diệp Huyên. Diệp Huyên buộc phải chết. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh nhưng trong lòng đã có phần đề phòng. Đối với thiếu niên thần bí trước mặt này, hắn ta cũng không dám xem nhẹ chút nào. Kết cục của nhà họ Hiên Viên, hắn ta cũng biết. Trong sân. Kiếm thế Lý Tinh Hà tỏa ra càng lúc càng mạnh, kiếm thế này lập tức khiến không gian xung quanh bắt đỡ trở nên méo mó. Diệp Huyên đột nhiên nói, Viêm già cô nương. Âm thanh hắn vừa dứt, Viêm già đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên giao Diệp Liên trong tay hắn cho Viêm già, đưa muội ấy đi. Viêm già nhìn Diệp Huyên gật đầu,
nàng ta đón lấy Diệp Liên, đang định rời đi thì lúc này, một cao thủ kiếm võ môn lại ngăn cản trước mặt nàng ta. Diệp Huyên nhìn Lý Tinh Hà, người các ngươi muốn giết là ta. Lý Tinh Hà lắc đầu, diệt cỏ tận gốc. Diệt cỏ tận gốc. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất. Vù. Một luống kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Luồng kiếm quang này rất nhanh, trong chớp mắt đã khiến Viêm Giả đã biến sắc. Ngay khoảnh khắc Lý Tinh Hà xuất kiếm, Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, kiếm Thiên Chu trong tay hắn chém mạnh ra. Kiếm Thiên Chu. Thanh kiếm này lúc nãy hắn vẫn chưa giao cho Lý Tinh Hà, mà đối phương có thể vì quá muốn tháp giới ngục mà lúc đầu không hề muốn thanh kiếm này. Một kiếm này của Diệp Huyên trực tiếp chém vào luồng kiếm quang kia. Ầm. Kiếm quang run rẩy dữ dội nhưng vẫn chưa nổ tung, ngược lại bản thân Diệp Huyên lập tức bị chấn động lùi đến nghìn trượng, trong quá bị đẩy lùi cả cơ thể bắt đầu rạn nứt từng tấc một, sau khi hắn dừng lại thì thân thể đã rạn nứt như mạng nhện. Một kiếm này, Lý Tinh Hà không hề nương tay. Lý Tinh Hà nhìn thanh kiếm trong tay mình, lúc này kiếm trong tay hắn ta đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lý Tinh Hà có phần do dự nhìn kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, không hổ là kiếm của tổ sư. Nói rồi hắn ta khẽ nhíu mày, kiếm này sao lại rơi vào tay ngươi? Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ chùi vết máu ở khóe miệng, hắn đưa mắt nhìn cơ thể mình, không thể không nói, hắn hiện tại chưa thể chống lại được cao thủ đăng phong cảnh thế này. Đừng nói là đăng phong cảnh, chỉ là bán bộ đăng phong cảnh thì hiện tại hắn cũng khó mà chống đỡ được. Lần này trái lại hắn không cảm thấy bản thân mình yếu. Dù sao người ta cũng là người đã tu luyện mấy nghìn năm thậm chí là trên vạn năm. Trước đây hắn dựa vào hai bảo vật mà giết chết bán bộ đăng phong cảnh đã là chuyện nghịch thiên rồi. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, hắn ta không nói gì, kiếm trong tay đột nhiên rung động. Vù! Âm thanh của kiếm bén nhọn chấn động cả bầu trời. Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Tinh Hà, cao thủ nổi danh của đại thế giới huyền hoàng. Nếu Diệp Huyên còn có thể một kiếm miểu sát Lý Tinh Hà, vậy thì không phải là nghịch thiên, mà là biến thái rồi. Trên người Lý Tinh Hà tỏa ra luồng kiếm thế càng lúc càng mạnh, không gian xung quanh bắt đầu dao động từng đợt. Diệp Huyên nhìn Lý Tinh Hà, không nói gì. Không đánh nổi. Hắn rất rõ thực lực hiện tại của bản thân, cho dù dùng kiếm Thiên Chu cùng với nhất kiếm vô lượng cũng không thể đánh lại Lý Tinh Hà. Cũng không do phải kiếm Thiên Chu và nhất kiếm vô lượng không được. Mà là cảnh giới của hắn và đối phương cách biệt quá lớn. Mặc dù nhất kiếm vô lượng có thể bất chấp cả cảnh giới, nhưng không có nghĩa nhất kiếm vô lượng có thể vô địch. Đương nhiên, không đánh được hắn cũng phải đánh. Diệp Huyên siết chặt kiếm trong tay, kiếm Thiên Chu trong tay hắn run lên kịch liệt. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, đang muốn ra tay thì ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên nhìn về phía Viêm Giả gần đó, muội ấy không sao chứ. Đương nhiên Viêm Giả biết Diệp Huyên đang nói đến ai, nàng ta nhìn Diệp Liên, một lúc sau, nàng ta lắc đầu, chỉ là đang ngủ say, không đáng ngại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lý Tinh Hà, chúng ta nói chuyện. Lý Tinh Hà chợt ngây người, mọi người trong sân cũng sửng sốt. Nói chuyện? Nói cái gì? Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, người muốn nói gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, các ngươi để ta và muội muội ta đi. Ta tha cho các ngươi. Mọi người. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, người đang đùa với ta sao? Diệp Huyên nhìn Lý Tinh Hà, người thật sự cho là ta chỉ có một át chủ bài trí bảo ngũ duy đó thôi sao? Lý Tinh Hà khẽ nheo hai mắt. Đương nhiên hắn ta không tin Diệp Huyên chỉ có một át chủ bài trí bảo ngũ duy, bằng không cũng sẽ không e dè Diệp Huyên như vậy. E dè. Hắn e dè Diệp Huyên. Diệp Huyên mang theo một trí bảo ngũ duy đi đến hiện tại, đây cũng đã có phần nghịch thiên rồi. Hơn nữa, người nào lại không biết sau lưng Diệp Huyên có một vị kiếm tu siêu cấp. Cô gái váy trắng. Đối với người này, đại thế giới huyền hoàng ai lại không e ngại. Một kiếm miểu sát Bắc Cảnh Vương, một kiếm miểu sát toàn bộ cao thủ đế cảnh của Bắc Cảnh. Thực lực ở cấp bậc này, không ai lại không e ngại. Cho dù là Lý Tinh Hà hắn ta ở đây. Cũng vô cùng kiêng dè cô gái váy trắng này, nếu không phải trí bảo ngũ duy này và thánh kiếm rất quan trọng với hắn ta cũng sẽ không muốn làm đối đầu với cao thủ như vậy. Bỏ qua những suy nghĩ này, Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi có át chủ bài thì cứ việc lấy ra.
Diệp Huyên nhìn Lý Tinh Hà, người chắc chắn. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chắc chắn. Hắn ta vừa dứt lời, Diệp Huyên chợt xoay nhẹ cổ tay, thanh trường kiếm đâm xiên trên mặt đất, phía đầu mũi kiếm bén nhọn chợt lóe lên một luồng kiếm quang. Diệp Huyên bỗng nói, Đế Khuyển huynh, nên ra trận rồi. Nghe vậy, Lý Tinh Hà khẽ nhíu mày, tay phải nắm chặt thanh kiếm trong tay. Thế nhưng, xung quanh không hề có phản ứng gì. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên trầm giọng nói, Đế Khuyển huynh, nên ra rồi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, vẫn không có phản ứng gì. Sắc mặt Diệp Huyên u ám, đừng đùa với ta. Lúc này, Lý Tinh Hà cách đó không xa chợt nói, Diệp Huyên, người đang đùa ta sao? Vừa dứt lời, hắn ta lập tức biến mất. Bù! Trong sân vang lên tiếng xé rách. Diệp Huyên đang định ra tay thì ngay lúc này, một quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đế Khuyển! Lúc nhìn thấy Đế Khuyển, Diệp Huyên lập tức ngây người. Đế Khuyển của lúc này hoàn toàn không giống với trước kia. Đế Khuyển lúc này không chỉ hình thể lớn gần gấp đôi lúc trước, mà trên người còn tỏa ra một luồng ánh sáng tím, đương nhiên quan trọng nhất là hơi thở của nó. Lúc này hơi thở của Đế Khuyển so với lúc trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi Đế Khuyển xuất hiện, nó lập tức vươn người nhảy lên, xong về phía Lý Tinh Hà. Cú va chạm này khiến không gian nơi vị trí của Lý Tinh Hà và Đế Khuyển lập tức sụp đổ, cùng lúc đó, Lý Tinh Hà kia trực tiếp lùi liên tục đến mấy trăm trượng, còn Đế Khuyển cũng lùi khoảng gần trăm trượng. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên khẽ thay đổi, Đế Khuyển thế mà trở nên mạnh như vậy rồi. Chút tử khí ban đầu của cái tên da trắng kia lợi hại như vậy sao? Lúc này Diệp Huyên có phần hối hận. Hối hận ban đầu không tìm tên kia lấy chút ít tử khí. Trước mặt Diệp Huyên, Đế Khuyển mặt mũi hung tợn, trên thân tỏa ra khí thế hung hãn. Xung quanh, sắc mặt những cao thủ kiếm võ môn đều vô cùng nghiêm trọng. Lý Tinh Hà nhìn Đế Khuyển, nhẹ giọng nói, hung thú. Vừa dứt lời, cổ tay hắn ta run lên, trong phút chốc, một luồng kiếm quang chấn động phóng ra, luồng kiếm quang này trong phút chốc đã bao trùm lấy Đế Khuyển. Vù 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 vù. Không gian chỗ vị trí của Đế Khuyển lập tức bị kiếm quang này xé rách từng tấc một. Diệp Huyên đang định ra tay thì bên trong luồng kiếm quang đó đột nhiên bùng nổ một luồng hơi thở mạnh mẽ. Ngay sau đó, kiếm quang tan biến, nhưng ngay lúc này, một luồng kiếm quang lại trực tiếp chém vào người Đế Khuyển. Trong nháy mắt Đế Khuyển đã lùi lại đến trăm trượng, mà trên người nó đã có chi chít vết kiếm. Có khả năng phá vỡ phòng ngự. Sắc mặt Diệp Huyên u ám. Cách đó không xa, Đế Khuyển quay đầu nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, đồ khốn kiếp nhà ngươi, lão tử vừa rời núi thì đã tìm một đối thủ như vậy cho ta rồi, ngươi có thể nào đừng bẫy ta mãi như vậy được không? Diệp Huyên! Mà ngay lúc này, đột nhiên Lý Tinh Hà kia lại biến mất, nhưng lần này mục tiêu của hắn ta là Diệp Huyên. Hiển nhiên hắn ta vẫn muốn trực tiếp giết chết Diệp Huyên. Mà lúc này, đột nhiên Đế Khuyển đứng chắn ngay trước mặt Diệp Huyên. Nó đánh ra một chưởng về phía Lý Tinh Hà, một chưởng này khiến không gian trước mặt nó lập tức sụp đổ. Ầm ầm. Lý Tinh Hà lại bị chấn động lùi lại, nhưng Đế Khuyển cũng không dễ chịu gì, trên dưới toàn thân nó đều xuất hiện vết rạn. Kiếm của Lý Tinh Hà có thể phá được phòng ngự của nó. Nếu đổi lại là cao thủ đăng phong cảnh khác thì cũng chưa chắc có thể phá được phòng ngự của Đế Khuyển, nhưng Lý Tinh Hà không giống vậy, hắn ta lại là một kiếm tu. Hơn nữa còn là một kiếm tu đỉnh cao. Đế Khuyển ở trước mặt Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tử, nghĩ cách đi. Cách. Diệp Huyên trầm mặc. Ngay lúc này, đột nhiên Lý Tinh Hà cách đó không xa đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ nói, Diệp Huyên, cô gái váy trắng sau lưng ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Diệp Huyên nhìn Lý Tinh Hà, ngươi có thể đi tìm nàng ta giống như Bắc Cảnh Vương. Tìm cô gái váy trắng. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, người nghĩ ta ngu sao? Cô gái váy trắng xuất hiện thì hắn ta sẽ tự có mưu kế đối phó, mà nếu cô gái váy trắng không xuất hiện thì đương nhiên là tốt nhất. Tự mình đi tìm người ta. Đầu bị cửa kẹp rồi chắc. Lý Tinh Hà mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, hắn ta nhìn Diệp Huyên, kiếm trong tay xoay tròn nhanh chóng, ngay sau đó, tiếng kiếm liên tục xuất hiện khắp xung quanh. Lý Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, hay nghe nói chỗ dựa của ngươi rất nhiều, gọi một vị ra đây đi.
Đế Khuyển ở trước mặt Diệp Huyên vội nói, tiểu tử, gọi đi. Gọi. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau đó nói, tiểu Linh Nhi, ngươi nên biểu diễn rồi. Hắn vừa dứt lời, tiểu Linh Nhi lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi tiểu Linh Nhi xuất hiện, cô bé nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó nói, nắm chắc không? Tiểu Linh Nhi khẽ chớp mắt, sau đó cô bé cẩn thận dè dặt lấy ra một cái hộp. Cái hộp. Nhìn thấy cái hộp này, mí mắt Đế Khuyển ở bên cạnh cũng khẽ giật. Ban đầu khi tiểu Linh Nhi ôm cái hộp ra, bên trong hộp có một tên da trắng, mà bây giờ sở dĩ nó có thể đột phá được xiềng xích huyết mạch của bản thân cũng là bởi vì cái tên đó. Tên đó lại sắp xuất hiện rồi sao? Tiểu Linh Nhi nhìn Lý Tinh Hà cách đó không xa, Lý Tinh Hà khẽ cười, mau gọi đi, hy vọng đừng quá yếu. Tự tin. Là một tu kiếm đỉnh cao của thế giới này, đương nhiên hắn ta có tự tin. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, Tiểu Linh Nhi mở hộp ra. Đột nhiên một luồng ánh sáng đen bay ra, ánh sáng đen bay xung quanh trong không trung, một cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Cô bé có dáng người không cao, bộ tóc đuôi ngựa. Trên người mặc một chiếc áo nhỏ trắng như tuyết, hai tay lộ ra bên ngoài, bên dưới là quần xanh lam, phần đầu gối của quần còn có một vài lỗ nhỏ, chân thì mang một đôi giày vải trắng như tuyết. Điều đáng nói chính là trên đầu cô bé này có hai cái sừng, sau lưng thì có đuôi thật dài. Cô gái nhỏ bỏ hai tay trong quần, trong miệng ngậm một xiên kẹo hồ lô, chân phải khẽ đạp nhịp nhàng, còn ngâm nga theo giai điệu không biết tên. Cô bé. Trong sân. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô bé kia. Mọi người thật không ngờ rằng vậy mà Diệp Huyên lại kêu một cô bé đi ra. Cô bé không có hơi thở giống như là một người bình thường. Thế nhưng sắc mặt của Đế Khuyển đang bên cạnh Diệp Huyên chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Phát run. Cơ thể nó đang run rẩy. Diệp Huyên nhìn về phía Đế Khuyển, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, cô bé này lại có thể khiến cho Đế Khuyển sợ hãi. Thế nhưng hắn biết bản thân Đế Khuyển chính là một mãnh thú siêu cấp, hơn nữa nó lại tự thân đột phá khỏi gông cùm huyết thống của mình. Có thể nói rằng tính mãnh thú bên trong nó tuyệt đối thuộc vào loại đỉnh cao nhất. Nhưng giờ phút này, nó lại đang sợ hãi cô bé kia. Xem ra cô bé này đến từ bên ngoài, cho nên rất có thể cô bé cũng là yêu thú. Hay nói cách khác, cô bé này cũng có thể là một mãnh thú. Nhưng rốt cuộc là yêu thú gì? Mà lại khiến cho Đế Khuyển phải khiếp sợ như vậy chứ. Diệp Huyên nhìn về phía cô bé đang ở đằng xa, cô bé chậm rãi mở hai mắt, đôi đồng tử mang một màu tối đen, thoạt nhìn toàn thân toát lên một vẻ bông đùa không nghiêm túc. Xa xa, Lý Tinh Hà nhìn cô bé, trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc. Cô bé hoàn toàn không có khí thế, giống như một người bình thường, chính vì nguyên nhân đó mới càng thêm đáng sợ. Lý Tinh Hà siết chặt thanh kiếm trong tay. Không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cô bé nhìn lướt qua bốn phía xung quanh, sau đó khẽ nói, đây là kiếm tông sao? Kiếm tông? Diệp Huyên hơi ngẩn người, nhưng sau đó hắn đã hiểu ra rất nhanh. Chắc hẳn trước đây chiếc hộp này thuộc về kiếm tông. Lúc này, cô bé xoay người nhìn về phía Tiểu Linh Nhi vội vàng lấy một xiên kẹo hồ lô đưa cho cô bé. Cô bé nhận lấy xiên kẹo hồ lô một cách vô cùng tự nhiên. Cô bé nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi gọi ta ra à? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu. Cô bé quét mắt đánh giá một chút, sau đó nói, muốn đánh nhau phải không? Lúc này Tiểu Linh Nhi chỉ về phía Lý Tinh Hà cách đó không xa. Cô bé xoay người nhìn về phía Lý Tinh Hà, sau đó liếc mắt đánh giá hắn ta một lượt rồi nói, yếu thế này sao? Yếu thế này sao? Mọi người trong sân đều ngây ra như phỗng. Yếu thế này sao? Có phải đầu cô bé này không được bình thường không? Lý Tinh Hà nhìn cô bé, ngươi cảm thấy ta yếu sao? Cô bé suy nghĩ một lát, sau đó đáp lại, ta xin phép sửa lại chút, ngươi không yếu, mà là rất yếu. Mọi người! Đột nhiên Lý Tinh Hà nở nụ cười, bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên mới có người nói ta yếu, hơn nữa lại còn là một bản phân thân. Đúng lúc này, cô bé bất thình lình xuất hiện trước mặt Lý Tinh Hà. Đôi đồng tử của Lý Tinh Hà chợt co rụt lại, đột nhiên hắn ta rút kiếm cái xoẹt. Phụp, tiếng kiếm vang lên, một đạo kiếm quang chém thẳng vào cô bé. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, đột nhiên cô bé tung một quyền ra.
chỉ là một quyền bình thường. Bụp! Trong ánh mắt của mọi người, đạo kiếm quang kia của Lý Tinh Hà biến mất không chút dấu vết. Cùng lúc đó, cả người Lý Tinh Hà trực tiếp xuất hiện ở phía ngoài cách đó mấy nghìn trượng, còn cô bé trước mặt này lại có thể nhìn thấy khoảng không gian trong tầm mắt là một mảnh tối đen. Giờ khắc này, mọi người trong sân đều như hóa đá. Diệp Huyên cũng hơi nheo mắt, tim đập thình thịch. Đây là yêu quái đến từ nơi nào vậy chứ? Phía đằng xa, Lý Tinh Hà chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa linh hồn của hắn còn đang hư huyễn với tốc độ vô cùng nhanh. Ánh mắt Lý Tinh Hà đờ ra, cái này. Cô bé liếm liếm xiên kẹo hồ lô, mặt không đổi sắc, nói người yếu, người thừa nhận thì chẳng phải xong chuyện sao. Không nên đấu với ta làm gì. Lý Tinh Hà nhìn cô bé, rốt cuộc ngươi là ai? Là ai? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô bé. Rốt cuộc cô bé này là ai? Cô bé không thèm quan tâm đến Lý Tinh Hà, cô bé liếc nhìn bốn phía xung quanh. Miệng nhỏ khẽ nhếch lên, đều không ở đây, hi hi. Nói xong, cô bé nhìn về phía Tiểu Linh Nhi đang đứng cách đó không xa, cô bé liếc mắt nhìn Tiểu Linh Nhi vội vàng lấy ra thêm một xiên kẹo hồ lô nữa đưa cho cô bé này. Cô bé cầm lấy xiên kẹo hồ lô, sau đó khẽ gật đầu, ngươi khá lắm, sau này ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười. Sau đó vội vàng đi đến trước mặt cô bé và chỉ vào mấy cường giả của kiếm võ môn. Chứng kiến một màn này, sắc mặt của những cường giả kiếm võ môn đều thay đổi. Đúng lúc đó, Lý Tinh Hà đang ở phía xa bỗng lên tiếng, rút. Nghe thấy lời hạ lệnh của Lý Tinh Hà, cường giả của kiếm võ môn vội vàng rút lui. Cô bé cũng không có đuổi theo, cô bé chỉ liếc mắt nhìn Lý Tinh Hà một cái, thân thể hắn ta đã hoàn toàn mờ ảo, lập tức phải biến mất. Lý Tinh Hà nhìn cô bé và hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Cô bé liếm liếm xiên kẹo hồ lô, sau đó mới nói, ngươi có kẹo hồ lô không? Nếu có ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Tinh Hà, mọi người. Cuối cùng, Lý Tinh Hà hoàn toàn biến mất, còn hắn ta đến chết cũng không biết được tột cùng cô bé này là ai, bởi vì hắn ta không có kẹo hồ lô. Sau khi Lý Tinh Hà hoàn toàn biến mất, một tòa tháp nhỏ hư ảo xuất hiện trước mặt cô bé. Tay phải cô bé tung một chiêu, tòa tháp kia bèn xuất hiện trước mặt cô bé. Tháp giới ngục khẽ run lên, vội vàng bay tới trước mặt Diệp Huyên, nó đang run rẩy giống như thực sự sợ hãi cô bé này. Cô bé nhìn qua tháp giới ngục, tay phải cô bé tung ra một chiêu, tháp giới ngục lại bay vào trong tay cô bé. Cô bé đưa mắt quan sát đánh giá tháp giới ngục, sau đó lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Lúc này bỗng nhiên Diệp Huyên cất tiếng hỏi, người biết tháp này sao? Cô bé quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên rồi gật đầu, ta đã từng đánh nó. Diệp Huyên. Cô bé quan sát chiếc tháp trong tay, sau khi do dự một lát bèn nhìn về phía Diệp Huyên, người phụ nữ kia còn ở trong tháp không? Người phụ nữ kia. Diệp Huyên ngạc nhiên, người phụ nữ nào cơ? Cô bé nói, chính là cô gái váy trắng đó. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên liếc nhìn cô bé, sau đó nói, trước đây nàng ấy có ở, nhưng giờ thì không. Ồ! Cô bé nhìn chiếc tháp trong tay hắn, hóa ra là không ở đó nữa. Diệp Huyên hỏi, người quen cô ấy à? Cô bé khẽ gật đầu, đã từng đánh nhau với cô ta. Đánh nhau? Diệp Huyên hơi ngước mắt lên nhìn, cô bé này đã từng đánh nhau với cô gái váy trắng. Rốt cuộc cô bé này là ai? Cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay Diệp Huyên bay đến trước mặt cô bé. Cô bé nhìn kiếm Thiên Chu, nói Thiên Chu. Diệp Huyên hỏi, người biết nó. Cô bé gật đầu, sau khi trả lại kiếm cho Diệp Huyên, cô bé liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, khóe môi hơi nhếch lên, đều không ở đây, ta phải đi thôi. Nói xong cô bé thật sự bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, có vẻ cô bé nghĩ ra chuyện gì đó. Quay người lại nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, còn kẹo hồ lô không? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, lấy ra một que kẹo hồ lô lớn đưa cho đối phương. Cô bé vui sướng cười tâu toét, sau khi nhận lấy kẹo hồ lô, nói, sau này ai dám bắt nạt ngươi thì chính là bắt nạt ta, chính là bắt nạt Bạch của ta, bắt nạt Dương ca của ta, bắt nạt An tỷ của ta. Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi lại lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, đưa cho cô bé. Bên trong chiếc nhẫn có rất nhiều linh quả. Cô bé cất chiếc nhẫn chứa đồ đi,
do dự một chút sau đó nói, ta không có đồ cho ngươi. Tiểu Linh Nhi vội vàng lắc đầu, cô bé chỉ về chỗ Lý Tinh Hà ngã xuống ở phía xa xa, rõ ràng là chỉ người đã giúp đỡ cô bé và Diệp Huyên. Nhị Nha nghĩ một chút sau đó nói, không được, ta không thể lấy không đồ của ngươi. Hay là thế này đi, ta giúp ngươi đánh nhau vậy. Ngươi nói đi, ngươi không thuận mắt ai, ta đi đánh chết hắn. Viêm Già ở bên cạnh khóe miệng hơi giật giật, sao cô bé này lại bạo lực như thế chứ? Vẻ mặt của Diệp Huyên cũng có chút cổ quái, cô bé này thực sự hơi bạo lực. Tiểu Linh Nhi nhìn sang Diệp Huyên, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Huyên nghĩ ngợi một chút rồi nói, cái đó, thân phận này của ngươi có thể tồn tại bao lâu? Cô bé nhìn cơ thể của mình rồi lên tiếng đáp lại, một tháng. Một tháng. Diệp Huyên trầm tư giây lát sau đó nói, thế này đi ngươi cứ đi chơi trước đã, đợi khi nào bọn ta cần thì sẽ gọi ngươi, thế có được không? Cô bé nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại, cũng được. Nói xong cô bé bấm đốt ngón tay một cái, một luồng ánh sáng đen chui vào trong ấn đường Tiểu Linh Nhi. Cô bé nói, cần đánh nhau thì gọi cho ta. Nói xong cô bé liền rời đi, mà đúng lúc này đế khuyển phía xa xa bỗng nhiên đi tới trước mặt cô bé. Ánh mắt cô bé rơi trên người đế khuyển, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra chiếc răng hổ. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên hơi biến đổi. Nụ cười của cô bé này có chút không thân thiện mấy. Sắc mặt đế khuyển cũng thay đổi, trực tiếp nói với Diệp Huyên rằng cô bé trước mặt này muốn ăn nó. Quá là đáng sợ. Đế khuyển vội vàng lấy ra một sâu kẹo hồ lô đưa cho cô bé, cho này. Kẹo hồ lô. Ánh mắt cô bé dán lên cái kẹo hồ lô, hơi do dự một chút sau đó đón lấy kẹo hồ lô. Thấy thế, đế khuyển nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó nhìn cô bé cái này. Ta còn có thể thăng cấp không? Thăng cấp? Khóe miệng Diệp Huyên hơi giật giật, đế khuyển này. Cô bé liếc nhìn đế khuyển đánh giá nó, nghĩ ngợi một chút, cô bé bấm nốt tay một cái, một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống trước mặt đế khuyển. Tinh huyết. Đế khuyển vội vàng đón lấy giọt tinh huyết đó, móng vuốt của nó run lên vì nó cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong giọt tinh huyết ấy. Thấy thế, Diệp Huyên vội vàng nói, đây, ta cũng muốn một giọt, có được không? Cô bé nhìn về phía Diệp Huyên hỏi một cách yếu ớt, có được không? Lúc này hắn đã không quan tâm được điều gì nữa. Đồ mặt dày tham lam. Cô bé im lặng chốc lát sau đó vẫn bấm nốt tay một cái. Một giọt tinh huyết rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng nhận lấy nó, đây là thứ cực tốt, tinh huyết của yêu thú là thứ tốt nhất dùng để tôi luyện cơ thể. Có được giọt tinh huyết này cơ thể của hắn rất có thể sẽ đột phá. Cô bé nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, lúc đánh nhau nhớ phải gọi ta. Nói xong cô bé lập tức xoay người biến mất ở phía cuối chân trời, mà ở nơi chân trời bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lớn, đều không còn nữa, ha ha. Giọng nói vừa dứt, phía chân trời xa xa bất ngờ tối đen một khoảng. Trong sân, Viêm Già đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, sao mà ta cứ cảm thấy cô bé sẽ gây thêm chuyện nhỉ? Gây chuyện. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật giật, cô bé này vừa nhìn đã biết không phải là người an phận. Một chuyến đi này, e là đại thế giới huyền hoàng sẽ gặp phải tai ương. Vấn đề là rốt cuộc cô bé này là ai? Dường như nghĩ ra điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đi mua vài cái kẹo hồ lô trước đã. Đế khuyển bên cạnh cũng nói, ta cũng phải đi mua. Viêm Già. Chấm chấm chấm. Lúc này, Diệp Huyên và đế khuyển mới chợt nhận ra xiên kẹo hồ lô đường này quan trọng đến nhường nào. Vô cùng quan trọng nha. Tiểu Linh Nhi. Tựa như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên và đế khuyển. Còn có cả Viêm Già đột nhiên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi cách đó không xa. Tên này hiện giờ tuyệt đối không được đắc tội nha. Không thể đắc tội. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ta còn có một cái hộp. Nói xong, trước mặt cô bé đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp. Chiếc hộp. Mặt khác, khóe miệng của đế khuyển khẽ co giật. Diệp Huyên bước tới trước mặt Tiểu Linh Nhi, hắn nghiêm mặt nói, cái hộp này, không được dùng bừa bãi, biết chưa? Tiểu Linh Nhi gật đầu, dùng lúc nguy hiểm. Diệp Huyên khẽ xoa đầu Tiểu Linh Nhi, đúng, lúc nguy hiểm mới dùng. Tiểu Linh Nhi khẽ cúi đầu, ta chỉ có một cái hộp thôi sao?
chỉ có một chiếc hộp thôi. Diệp Huyên cười nói, không nỡ dùng sao? Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, sau này chúng ta có thể gặp lại người kia không? Diệp Huyên hỏi, tên nhóc đưa cho ngươi chiếc hộp kia sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyên cười nói, nhất định có thể gặp lại. Tiểu Linh Nhi cười tâu toét, được. Nói xong, cô bé ôm chiếc hộp quay trở lại trong tháp giới ngục. Diệp Huyên suy tư một chút, rồi nhìn về phía đế khuyển nghiêm giọng nói, ta phải bế quan. Diệp Huyên khóe miệng hơi co giật, đế huynh, lần này ngươi bế quan khoảng bao lâu? Đế khuyển lắc đầu, không biết. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, có thể nhanh lên một chút được không? Hiện giờ ta đang gặp chút nguy hiểm à? Đế khuyển liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi có lúc nào là không nguy hiểm chứ? Diệp Huyên. Sau khi đế khuyển quay về tháp giới ngục, Diệp Huyên bước tới trước mặt Viêm Giả, hắn nhìn Diệp Liên đang nằm trong vòng tay của đối phương, vẻ mặt vô cùng u ám. Viêm Giả nhìn Diệp Huyên, về trước đã. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu, hắn bế Diệp Liên lên rồi cùng Viêm Giả biến mất trong sân. Muội muội là quan trọng nhất. Sau khi đám người Diệp Huyên rời khỏi, trong sân khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Trong góc tối, Hiên Viên Kỳ nhìn về hướng Diệp Huyên vừa rời khỏi, khẽ nói, võ sư có nhận ra cô bé kia không? Hiên Viên Vũ ở bên cạnh ả ta lắc đầu, chưa từng gặp qua. Hiên Viên Kỳ im lặng một hồi lâu, sau đó nói, hắn rốt cuộc có bao nhiêu người chống lưng? Người chống lưng? Hiên Viên Vũ trầm mặc. Cô gái nhỏ vừa rồi, chỉ với một trưởng đã giết Lý Tinh Hà trong tích tắc, người ở đăng phong cảnh rồi. Lý Tinh Hà là ai chứ? Đây là một nhân vật cùng thời với gã ta, mà trên bảng chí tôn năm đó, Lý Tinh Hà xếp trên gã, và Lý Tinh Hà hiện giờ, không chỉ đạt đến đăng phong cảnh, mà còn là một vị kiếm tu siêu cấp. Lực chiến đấu của Lý Tinh Hà thuộc hàng mạnh trong cường giả đăng phong cảnh, thậm chí còn có thể nằm trong top 5. Mà một vị cường giả siêu cấp như vậy lại bị một cô bé giết nhanh như chớp chỉ với một trường. Là giết trong chớp mắt. Ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đầu tiên là người con gái mặc váy trắng, giờ lại là cô bé kỳ quái kia. Nếu tính thêm tổ sư của Tiên Kiếm Tông lúc trước thì phía sau Diệp Huyên đã có 3 vị cường giả siêu cấp rồi. 3 người này, người sau lại nghịch thiên hơn người trước a. Câu hỏi đặt ra là, ngoài 3 người này, Diệp Huyên còn có chỗ dựa chống lưng nào khác nữa không? Hiên Viên Vũ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, gã ta khẽ nói, nhà đầu, muội ẩn náu trước đi. Hiên Viên Kỳ nhìn Hiên Viên Vũ, gã ta trầm giọng nói, người đó bụng dạ hẹp hòi, hắn sẽ không bỏ qua cho muội đâu, thậm chí cũng không bỏ qua cho nhà họ Hiên Viên ta đâu. Hiên Viên Kỳ im lặng. Hiên Viên Vũ khẽ nói, ta đi gặp tộc trưởng. Hiên Viên Kỳ đột nhiên nói, hắn nhất định sẽ báo thù. Không chỉ chúng ta, mà còn báo thù cả kiếm võ môn nữa. Hiên Viên Vũ nhìn Hiên Viên Kỳ, ả ta trầm giọng nói, không thể để hắn báo thù chúng ta trước. Hiên Viên Vũ lắc đầu, kẻ hắn hận nhất có thể chính là nhà Hiên Viên ta. Hiên Viên Kỳ nói, không đúng, người hắn hận nhất là người thao túng mọi chuyện trong tối. Thao túng trong tối. Hai mắt Hiên Viên Vũ híp lại, trong mắt hiện lên sát ý, người này không chỉ hại nhà Hiên Viên ta, còn hại cả kiếm võ môn. Rốt cuộc là ai chứ? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, ta đã ủy thác Thiên Võng điều tra nghe ngóng trước, tin rằng không lâu nữa sẽ có tin tức. Thiên Võng. Hiên Viên Vũ gật đầu, nhất định phải tra ra càng sớm càng tốt. Sắc mặt Hiên Viên Kỳ u ám, ta cũng muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau thao túng tất cả những chuyện này. Những gì mà Diệp Huyên đã làm ở kiếm võ môn nhanh chóng lan truyền khắp đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên. Hiện giờ cái tên Diệp Huyên này trong đại thế giới huyền hoàng dường như không ai là không biết đến. Nhiều người chống lưng. Đây chính là ấn tượng của mọi người về Diệp Huyên, không chỉ nhiều, mà còn là tặc cường. Và hiện giờ, tất cả mọi người đều đang rất tò mò về lai lịch của Diệp Huyên, tại sao hắn lại có nhiều người chống lưng như vậy? Tại sao chứ? Vô số thế lực cảm thấy hiếu kỳ. Thực ra, đừng nói là các thế lực khác. Mà ngay cả người ở Bắc Cảnh cũng đang rất hiếu kỳ. Đám người An Lan Tú cũng coi như là rất quen thuộc với Diệp Huyên, nhưng bọn họ cũng không biết tại sao Diệp Huyên lại có những người chống lưng kia. Chẳng hạn như, tại sao tổ sư của Kiếm Tiên Tông lại giúp Diệp Huyên,
bọn họ cũng không thể hiểu nổi. Tất nhiên, những thứ này đều không phải là mấu chốt là gia tộc Hiên Viên bị tổn hại nghiêm trọng, tổ sư của kiếm võ môn ngã xuống, tông chủ của Tiên Kiếm Tông lại biến thành Diệp Huyên. Bắc cảnh, tháp giới ngục. Diệp Huyên yên lặng nhìn Diệp Liên trước mặt, lúc này, quanh thân Diệp Liên đang tỏa ra một luồng linh khí cực tinh thuần. Cứ như vậy, sau khoảng một canh giờ, Diệp Liên từ từ mở mắt. Nhìn thấy Diệp Huyên, Diệp Liên liền cười. Diệp Huyên cũng cười, nhưng cười rồi lại khóc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không ai biết Diệp Liên có ý nghĩa với Diệp Huyên hắn như thế nào. Tất cả, muội muội chính là tất cả đối với hắn. Lúc hắn còn rất nhỏ, cũng chính là khi mẫu thân hắn vừa rời đi, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với hắn, mà lúc đó, nếu không phải vì muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không kiên trì được tiếp nữa. Bởi vì lúc đó thực sự quá khổ cực. Nhưng ngay khi nhìn thấy muội muội, hắn liền sẽ tự nhủ với bản thân rằng hắn không được chết. Một khi hắn chết đi, muội muội hắn liền sẽ không còn nơi nương tựa nữa. Hắn không dám tưởng tượng nếu như mình chết đi, Diệp Liên sẽ phải làm thế nào. Lúc đó, muội muội chính là niềm tin của hắn. Vì muội muội, dù có cực khổ, có mệt mỏi, khó khăn đến đâu, hắn cũng vẫn phải kiên trì sống tiếp. Bởi vì hắn còn sống, muội muội mới có thể sống tiếp được. Hắn không bao giờ dám nghĩ đến chuyện nếu như mất đi muội muội thì mình sẽ thế nào. Mặt khác, Viêm Già đang nhìn Diệp Huyên, biểu cảm khá là phức tạp. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Diệp Huyên khóc. Khóc, thật khó mà tưởng tượng ra được loại người như Diệp Huyên lại có thể khóc. Bởi vì trong ấn tượng của nàng ta, Diệp Huyên là một tên giết người rất quyết đoán, thậm chí có thể nói là có chút tàn nhẫn. Loại người này thường xem nhẹ tình cảm, hay nói cách khác là không có tình cảm. Mà Diệp Huyên lại coi trọng muội muội của mình như vậy. Thậm chí còn nàng quan trọng hơn cả mạng sống của chính bản thân mình. Nàng ta không nghi ngờ gì nữa, Diệp Huyên thực sự có thể vì Diệp Liên mà chết. Vì Diệp Liên, hắn thực sự có thể làm bất cứ điều gì, bao gồm cả chết. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên nói, ca, có phải muội lại làm liên lụy đến huynh rồi không? Diệp Huyên khẽ xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên, không phải muội liên lụy ca, là ca không thể bảo vệ muội chu toàn. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, nếu như không có muội, ca, huynh. Diệp Huyên chợt nói, không có muội, đối với ta, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, nước mắt tuôn rơi. Diệp Huyên đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Diệp Liên. Huynh muội chúng ta phải sống thật tốt, chúng ta bắt nạt người khác. Nhưng nếu kẻ nào bắt nạt huynh muội chúng ta, ca nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không được yên thân, muội nghỉ dưỡng cho thật tốt, ca đi làm chút chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi tháp giới ngục. Bên trong tháp, Diệp Liên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Viêm Già đột nhiên lên tiếng, kẻ địch của Diệp Huyên, sẽ càng lúc càng mạnh. Diệp Liên gật đầu, ta biết. Sau đó, cô bé nhìn Viêm Già, ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, phải không? Viêm Già cười nói, đương nhiên, có hứng thú với đạo tắc không? Diệp Liên nhìn Viêm Già khẽ nở nụ cười, một băng một lửa, chắc là chơi sẽ rất vui đây. Trong đại điện, Diệp Huyên đang ngồi, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không có vẻ gì là đang tức giận. Trước mặt hắn, là Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyên nói, điều tra xem lần này là ai đứng sau giở trò quỷ. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta vừa nhận được một mật báo. Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi nói, trong mật chiết có ba danh sách, thứ nhất là đạo môn, thứ hai là huyền hoàng giới, và thứ ba là vu tộc. Diệp Huyên trầm mặc. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, không biết là ai đã gửi mật báo này tới, có điều, tạm thời cũng chỉ có ba thế lực này là có khả năng và động cơ làm như vậy. Diệp Huyên trầm mặc. Thượng Quan Tiên Nhi ngập ngừng một chút. Rồi nói, đại thế giới huyền hoàng này thâm sâu khó dò, bất kể bệ hạ định làm gì, nhất định cũng phải hết sức cẩn thận. Nàng ấy đương nhiên biết rõ Diệp Huyên sẽ không chịu để yên, nếu đối phương chỉ động đến Diệp Huyên có thể chịu đựng, nhưng động đến Diệp Liên thì thật sự chết chắc. Hay nói cách khác, cho dù là kiếm võ môn hay gia tộc Hiên Viên, Diệp Huyên nhất định sẽ không bỏ qua. Mà hiện giờ, chính là vấn đề thời gian. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu,
cô lui xuống trước đi. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, rồi rời đi. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, đừng quá manh động. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ không làm loạn đâu, người chỉ cần còn sống, mới có thể báo thù. Khương Cửu gật đầu, người hiểu thì tốt. Nói đoạn, nàng ấy ngập ngừng, rồi lại nói, xin lỗi, ta không thể giúp cho ngươi quá nhiều. Diệp Huyên nhìn Khương Cửu, không có cô và Thượng quan Tiên Nhi, ta vốn không thể quản lý được Bắc Cảnh, các cô là hiền nội trợ sao của ta. Sao hiền nội trợ, tôn xưng đối với thê tử người khác? Hiền nội trợ. Khương Cửu Nguyết nhìn Diệp Huyên một cái, người đây là đang lợi dụng sao? Diệp Huyên khẽ đáp, thực ra, ta có chút sợ, sợ sẽ liên lụy các cô. Khương Cửu lắc đầu, không có ngươi, toàn bộ người của vũ trụ hỗn độn đều đã chết rồi, nhớ kỹ, ngươi không nợ chúng ta, càng không nợ bất kỳ ai cả. Diệp Huyên im lặng. Khương Cửu lại nói, đừng để bản thân sống quá mệt mỏi. Nói đến đây, nàng ấy liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta và Tiên Nhi sẽ đi tra thử, xem có thể tra ra kẻ đứng sau không. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, lòng bàn tay hắn xòe ra, trong lòng bàn tay là một giọt tinh huyết. Tinh huyết của cô bé thần bí đó. Một lát sau, Diệp Huyên trực tiếp nuốt giọt tinh huyết kia, trong phút chốc, toàn thân Diệp Huyên liền như đang bốc cháy. Thiêu đốt. Sau khi Diệp Huyên uống giọt tinh huyết kia, cả khuôn mặt của hắn lập tức rúm gió đến mức không nhận ra hình thù. Đau đớn. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân đang bị một luồng sức mạnh thần bí ăn mòn. Đau đến cùng cực. Diệp Huyên vội vàng lấy ra một đống lớn nguyên tinh rồi ăn vào. Không chỉ có vậy, hắn cũng ăn cả rất nhiều loại đan dược trị thương. Lúc này, Viêm Già xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn tình trạng của Diệp Huyên, nàng ta bỗng nhíu mày. Thân thể của Diệp Huyên lúc này đang bị phá hư dần. Hơn nữa, khả năng chữa trị còn kém khả năng phá hư của giọt tinh huyết kia cả vạn dặm. Sắc mặt Viêm Già trầm xuống. Lần này Diệp Huyên quá mức vọng động rồi. Hắn đã đánh giá quá thấp năng lượng ẩn trong giọt tinh huyết kia, mà không chỉ mỗi Diệp Huyên, ngay cả nàng ta cũng đánh giá thấp thứ đó. Ngọn lửa đỏ như máu quanh người Diệp Huyên càng lúc càng cháy mạnh. Mà thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo hơn một chút. Thân thể thần cảnh cũng sắp không chống đỡ nổi rồi. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Viêm Già vội vàng nói, mau kích hoạt huyết mạch của ngươi đi. Để huyết mạch của ngươi áp chế nó. Sức mạnh huyết mạch. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng vận chuyển huyết mạch trong người, chỉ một lát, máu khắp người hắn dường như sôi sùng sục. Uỳnh! Một luồng sức mạnh đột nhiên phun trào ra từ trong cơ thể hắn. Khiến cho Viêm Già ở trước mặt hắn cũng chịu ảnh hưởng đến mức liên tục lùi nhanh lại. Sau khi đứng vững, Viêm Già đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng đến lúc nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta lại ngây ngẩn cả người. Máu của Diệp Huyên không hề trấn áp giọt tinh huyết kia, mà ngược lại, hai thứ kia đều đang dung hòa với nhau. Diệp Huyên cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng nếu là lúc trước, chỉ cần gặp phải huyết mạch nào đó khác biệt thì chắc chắn máu của hắn sẽ cắn nuốt đối phương, nhưng giờ phút này, không ngờ huyết mạch của hắn lại hòa hợp với giọt tinh huyết kia tới vậy. Chuyện gì thế nhỉ? Cũng chính lúc này, giọt tinh huyết kia đột nhiên bắt đầu hài hòa trộn với máu của hắn. Diệp Huyên. Vào lúc giọt tinh huyết kia chủ động dung hòa với dòng máu của hắn, thân thể hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên liền thở dài một hơi. Sắc mặt Viêm Già cũng thả lỏng, không thể không nói rằng lúc nãy quá mức nguy hiểm. Chẳng qua điều khiến nàng ta vẫn chưa hiểu lắm chính là lý do vì sao giọt tinh huyết kia lại dung hợp với huyết dịch của Diệp Huyên. Thời gian từng chút trôi qua, khí tức của Diệp Huyên ở trong tháp ngày càng mạnh, thân thể của hắn cũng đang từ từ ngọ nguậy, vô cùng kỳ lạ. Ngoài Diệp Huyên ra, thân thể của Đế Huyền lúc này cũng đang phát sinh biến hóa. Nó cũng đang hấp thu giọt tinh huyết này. Mà sau khi hấp thu giọt tinh huyết kia, khắp người nó lại xuất hiện từng miếng vảy màu đen. Ở tầng 5, Tiểu Linh Nhi đang tưới nước cho linh thụ, lúc này từ tầng 1 đến tầng 7 trong tháp giới ngục đều được cô bé trồng rất nhiều loại linh thụ. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi vỗ tay một cái, nhưng sau đó lại xoay người rời đi. Sau khi đi dạo một vòng, cuối cùng cô bé cũng đi đến chỗ cửa vào của tầng 8. Cửa vào của tầng 8 không giống với các tầng khác. Cánh cửa này có màu đỏ như máu,
hơn nữa bên trên đó còn in hẳn một vết kiếm rất sâu. Tiểu Linh Nhi im lặng nhìn cánh cửa đó, không biết đang suy nghĩ gì. Qua thêm một lát, Tiểu Linh Nhi đột nhiên tới gần cánh cửa, cô bé nhìn về xuyên qua vết hẳn rõ kia vào bên trong, tựa như thấy phải thứ gì quá mức khủng khiếp nên bị dọa đến mức lập tức lùi lại. Hai tay Tiểu Linh Nhi ôm lấy thanh kiếm của cô gái váy trắng mà chỉ vào cánh cửa tháp, run giọng nói, ngươi đừng dọa ta. Lúc này, cánh cửa tháp khẽ rung lên. Tiểu Linh Nhi bỗng giật thót mình, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ một lát cô bé đã lại quay về. Nhưng lần này trong tay cô bé lại có thêm ba thanh kiếm nữa. Kiếm của cô gái váy trắng, kiếm của Tiểu Thất, kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên, còn có cả kiếm Trấn Hồn. Tổng cộng 4 thanh. Tiểu Linh Nhi ôm theo 4 thanh kiếm đó đi tới trước cánh cửa tháp, cô bé nhìn nó, ngươi muốn đánh nhau à? Không chút động tĩnh gì. Tiểu Linh Nhi liếc nhìn cánh cửa, cô bé thoáng do dự, một lát sau mới nói, ngươi đi chỗ khác mà dọa dẫm đi. Một ngày sau, trong tầng thứ nhất, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Uỳnh! Một luồng khí tức mạnh mẽ như thể đột nhiên ào ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Huyên đứng dậy, bàn tay phải của hắn bỗng nhiên nắm lại. Uỳnh! Không gian của cả tầng thứ nhất đều chấn động mạnh. Sức mạnh! Hai mắt Diệp Huyên nhắm nghiền, giờ phút này, hắn cảm thấy bên trong thân thể mình có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận. Thân thể cấp bậc chí cảnh. Sau khi dung hợp xong giọt tinh huyết kia, nhục thể của hắn lập tức đạt tới chí cảnh, hơn nữa còn là chí cảnh đỉnh cao. Không chỉ có vậy, hắn còn có thể trực tiếp đạt tới tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh. Năng lượng ẩn chứa bên trong giọt tinh huyết kia quá mức cường đại. Cường đại đến mức vượt ngoài dự đoán của hắn. Cảnh giới. Những cảnh giới đã biết hiện giờ là tôi thể cảnh, luyện lực cảnh, nội tráng cảnh, kim tu cảnh, khí biến cảnh, kim thân cảnh, ngự khí cảnh, lăng không cảnh, tĩnh mịch cảnh, thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, chân ngự pháp cảnh, phá không cảnh, nguyên cảnh, M cảnh, vô thượng chi cảnh, tạo hóa cảnh, đạo cảnh, thủy đạo cảnh, chi đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh, phong đế, thần cảnh, trí cảnh đỉnh cao, bán bộ đăng phong cảnh, bán bộ vị chi cảnh. Mà hiện giờ hắn đang ở tạo hóa cảnh. Về phương diện cảnh giới vẫn có chênh lệch vô cùng lớn với cường giả của thế giới này. Nhưng mà, tuy cảnh giới của hắn khá thấp, song lại không thể bàn luận theo lẽ thường. Bởi vì hắn là trùng tu nghịch cảnh, hơn nữa, thân thể của hắn còn là chí cảnh đỉnh cao. Bây giờ có lẽ hắn không thể đối kháng được với cường giả đăng phong cảnh, nhưng để đối phó cường giả bán bộ đăng phong thì vẫn không thành vấn đề. Mà việc cấp bách nhất hiện giờ của hắn chính là đột phá đến đạo cảnh. Đạo cảnh là một bước chúng, hắn nhất định phải nhanh chóng bước qua giai đoạn này. Mà cảnh giới và thân thể chính là điều cốt yếu nhất. Nếu cảnh giới không cao, thân thể không đủ mạnh, thì cho dù nắm trong tay thần khí lợi hại cỡ nào cũng sẽ không thể phát huy được uy lực thực sự của chúng. Giống như trước kia, nếu hắn là đế cảnh thì hắn hoàn toàn có lòng tin bản thân sẽ chém chết được Lý Tinh Hà kia chỉ bằng nhất kiếm vô lượng. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Viêm Già cách mình không xa, Viêm Già cô nương, ở Ngũ Duy cũng phân chia cảnh giới đúng không? Viêm Già gật đầu. Diệp Huyên hỏi, có giống thế giới này của chúng ta không? Viêm Già lắc đầu, không giống. Diệp Huyên lại hỏi, không giống nhau chỗ nào? Viêm Già đáp, cách thức tu luyện của bên kia cũng có chút khác biệt so với ở đây, hơn nữa thế giới kia, nói thế này nhé, nó sẽ phá hủy nhận thức của ngươi về không gian, vật chất và thời gian. Nhận thức hiện giờ của chỗ ngươi và chỗ chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Diệp Huyên nhíu mày, hoàn toàn không giống. Viêm Già gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng, Viêm Già cô nương, bên trong tòa tháp này có 9 loại đạo tắc, đúng không? Viêm Già nhìn Diệp Huyên, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, nếu một người có cả 9 loại đạo tắc thì sẽ thế nào? Viêm Già trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu tất cả chúng ta đều phối hợp với ngươi, vậy thì trên thế gian này chỉ có đúng một người có thể giết được ngươi. Diệp Huyên vội hỏi, là người thế nào? Viêm Già trầm giọng, loại người như cô gái váy trắng kia. Dứt lời, nàng ta liền nhìn về phía Diệp Huyên, nếu ngươi sở hữu 9 loại đạo tắc thì ngươi sẽ vô địch.
bởi vì những người có thể giết được ngươi lại toàn cùng một hội với ngươi. Diệp Huyên, Viêm Già nói khẽ, chín loại đạo tắc, chín loại cực hạn, nếu như cả chín loại đó hợp nhất, ngươi sẽ phát hiện ra rằng tòa tháp này thực sự rất mạnh. Nếu như năm xưa tòa tháp này không gặp được ba người bọn họ thì nó chính là sự tồn tại vô địch, mạnh đến mức không có cách nào tưởng tượng được. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, Viêm Già cô nương, nếu có một ngày tòa tháp này khôi phục linh trí, thế thì các người sẽ thế nào? Viêm Già trầm giọng, nó sẽ tiếp tục tới tìm chúng ta sẽ bị giam cầm lần nữa. Diệp Huyên hỏi, các người có thể phản kháng được không? Viêm Già lắc đầu, trong này có một thứ đồ có thể bó buộc chúng ta. Diệp Huyên nghĩ một lát, sau đó nói, Viêm Già cô nương, ta biết, các người hoàn toàn có cách tìm được những đạo tắc khác. Vậy thế này thì sao, cô giúp ta đi tìm kiếm đạo tắc, sau này ta giành được quyền làm chủ tòa tháp thì sẽ cho các người tự do. Cho tất cả đạo tắc các người được tự do. Viêm Già trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, Viêm Già cô nương, ta biết những đạo tắc đó không muốn trở về, nhưng người có nghĩ tới điều này không, một khi tòa tháp này hoàn toàn hồi phục, liệu lúc đó bọn họ có thể thoát được không? Dứt lời, hắn liền nhìn Viêm Già, các người giúp ta, sau này ta nhất định sẽ giúp lại các người. Viêm Già thấp giọng thở dài, thật ra ta cũng từng bàn bạc với A Việt rồi. Tất nhiên chúng ta hy vọng ngươi có thể thực sự khống chế được tòa tháp này, sau đó trả lại tự do cho chúng ta, thế nhưng, nếu thật sự tới thời điểm đó, có lẽ ngươi lại không muốn nữa. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Viêm Già nhìn Diệp Huyên, bởi vì ngươi sẽ có được sức mạnh mà không một ai có thể kháng cự, một khi nắm giữ loại sức mạnh đó, ngươi sẽ không muốn buông bỏ nữa. Diệp Huyên nói, Viêm Già cô nương, thời gian người và ta quen nhau cũng không ngắn ngủi gì, chắc hẳn người biết rất rõ tính cách của ta, bây giờ, ta rất cần sự giúp đỡ của các người. Viêm Già trầm mặc hồi lâu, sau đó mới khẽ nói, ngươi không phải một kẻ vô tình. Ta sẽ đi tìm mấy người kia, nhưng tất nhiên ta không dám đảm bảo rằng họ sẽ quay. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Viêm Già nói, để ta và Liên Nhi cùng đi đi. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Viêm Già cười đáp, ta đã dung hợp với cô bé đó rồi. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền hiểu ngay. Viêm Già đã lựa chọn Diệp Liên. Viêm Già nói, ta cảm thấy muội muội của ngươi thích hợp với ta hơn. Mà ta cũng thích hợp với cô bé đó. Diệp Huyên cười nói, vô cùng cảm ơn Viêm Già cô nương đã chọn Liên Nhi, nhưng mà, nếu các cô ra ngoài, thì... Viêm Già cười nói, yên tâm đi, dù sao ta cũng là đạo tắc, không yếu ớt tới vậy đâu. Hơn nữa, ta và cô bé đó sẽ âm thầm hành động, trừ phi chính ta bằng lòng, nếu không, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng tìm được chúng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó gật đầu, vậy thì để Liên Nhi và Viêm Già cô nương cùng đi trải nghiệm một chút cũng tốt. Viêm Già gật đầu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hãy sống cho tốt, nếu ngươi mà chết, thì thế giới này của các ngươi sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn, không chỉ mỗi các ngươi, mà tòa tháp nhỏ này cũng sẽ vô cùng hung hiểm. Sở dĩ trước đây nó không bị tiêu diệt có lẽ là bởi đã gắn liền với ngươi, mà nếu như tòa tháp này bị hủy hoại hoàn toàn, thì chúng ta cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này, quan trọng nhất chính là... cô gái kia. Nghĩ tới cô gái váy trắng, sắc mặt của Viêm Già lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Nàng ta không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Huyên chết đi, thì cô gái kia sẽ làm ra những chuyện gì. Viêm Già dẫn theo Diệp Liên rời khỏi tháp giới ngục. Tìm kiếm đạo tắc. Thật ra trước kia Viêm Già và A Việt cũng từng có suy nghĩ này rồi. Bởi vì tình cảnh hiện giờ của Diệp Huyên cũng không quá tốt, tuy phía sau hắn có cô gái váy trắng kia giúp đỡ. Nhưng nàng ta cũng không thể nào giúp đỡ mọi lúc mọi nơi được. Nếu như Diệp Huyên chết đi, phải nói là vô cùng bất lợi với nàng và A Việt. Bởi vì chỉ có Diệp Huyên mới có thể trấn áp được tòa tháp giới ngục này. Tất nhiên, sở dĩ hắn trấn áp được cũng là nhờ có cô gái áo trắng. Bên trong tháp, Diệp Huyên trầm tư hồi lâu, cuối cùng rời khỏi tháp giới ngục. Ở thần điện, Thượng Quan Tiên Nhi đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi nàng, điều tra thế nào rồi? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta nhận được mấy bức mật báo, trong đó nói khá kỹ về động cơ của ba thế lực lớn đạo môn, Vu tộc và Huyền Hoàng chủ. Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, cô cảm thấy là ai? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng, cả ba thế lực đều có thể, nhưng mà khả năng lớn nhất là Huyền Hoàng chủ.
Diệp Huyên hỏi, vì sao? Thượng quan Tiên Nhi nói, bởi vì đại thế giới mà loạn lên thì tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với bà ta. Tất nhiên, ta cũng không dám chắc chắn, bởi vì giới huyền hoàng đã yên lặng quá lâu rồi. Nhìn bề ngoài, bất kể là về thực lực hay sức ảnh hưởng thì bọn chúng đều thua Hiên Viên Thế Gia và Kiếm Vũ Môn quá nhiều. Diệp Huyên im lặng hồi lâu, sau đó nói, ta tới nhà Hiên Viên một chuyến. Dứt lời hắn đã biến mất. Trong điện, Thượng quan Tiên Nhi khẽ thở dài, nàng biết, Diệp Huyên vẫn không muốn tha cho nhà Hiên Viên. Cũng chẳng còn cách nào, nhà Hiên Viên quả thật không nên động chạm đến Diệp Huyên. Đó chính là giới hạn của Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không trực tiếp tới thẳng nhà Hiên Viên, mà đi thẳng tới giới Huyền Hoàng. Trong điện Huyền Hoàng, Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ trước mặt, có phải bà làm không? Lão già bên cạnh Huyền Hoàng chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn sự phòng bị. Tất nhiên Huyền Hoàng chủ biết Diệp Huyên muốn hỏi điều gì, bà ta cười đáp, không phải ta. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Huyền Hoàng chủ, tay phải hắn đã nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông. Mà lúc này, lão già bên người Huyền Hoàng chủ đã đứng trước mặt Diệp Huyên. Nhưng Huyền Hoàng lại đột nhiên cất tiếng, sao ngươi lại cho rằng đó là ta? Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ, không nói gì. Huyền Hoàng chủ cười nói, có phải ai đó đã nói cho ngươi biết người mang muội muội của ngươi đi chính là ta không? Huyền Hoàng đột nhiên đi về phía Huyền Hoàng chủ, lão già trước mặt bà ta đã nhắm hai mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ như ảo ra từ trong cơ thể lão ta. Cường giả bán bộ đăng phong cảnh. Cùng lúc đó, phía sau Diệp Huyên không xa đột nhiên có bốn kẻ áo đen. Mà bốn kẻ đó đều là cường giả chí cảnh đỉnh cao. Huyền Hoàng chủ đột nhiên khẽ giơ tay phải lên, cả bốn kẻ áo đen đều dừng bước, sau đó yên lặng biến mất. Nhưng lão già trước mặt bà ta thì lại không hề động đậy. Huyền Hoàng chủ cười nói, lão Dương, ông không ngăn cản được hắn đâu. Lão Dương nhìn Diệp Huyên, kẻ dẫn muội muội ngươi đi không phải bệ hạ. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Sắc mặt lão Dương bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, lão ta nhanh chóng đánh một quyền về phía trước. Uỳnh! Một luồng sức mạnh vô cùng cường đại lập tức bùng nổ từ trong nắm đấm vừa nãy của lão Dương, đến lúc lão ta dừng lại thì kiếm của Diệp Huyên đã chỉ thẳng vào giữa trán Huyền Hoàng chủ. Lão Dương già tức tỏ ra kinh hãi, Diệp Huyên, nếu ngươi dám động vào bệ hạ, chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ trước mặt mình, bà bảo ta tin bà kiểu gì? Huyền Hoàng chủ cười nói, ta biết ai đưa muội muội ngươi đi. Dứt lời, bà ta liền vung tay phải lên, ở trước mặt Diệp Huyên không xa liền đột ngột xuất hiện một màn sáng, trên đó là Hiên Viên Kỳ và một cường giả khác của nhà Hiên Viên, bọn chúng đang trên đường về nhà Hiên Viên, mà Hiên Viên Kỳ đang giữ Diệp Liên trong tay. Đúng lúc đó lại bất ngờ phát sinh một chuyện. Một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng về phía nhóm Hiên Viên Kỳ. Sắc mặt của Hiên Viên Kỳ và đồng bọn lập tức biến đổi, bọn chúng đang muốn ra tay chống trả thì tàn ảnh kia đã biến mất, đồng thời cả Diệp Liên cũng chẳng thấy đâu nữa. Nhìn thấy Diệp Liên biến mất, sắc mặt nhóm Hiên Viên Kỳ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hình ảnh đột nhiên dừng tại đó. Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ, bà ta liền mỉm cười, cứ xem tiếp đi. Diệp Huyên nhìn về phía màn sáng. Trong màn sáng kia, sau khi người áo đen biến mất trong đám mây, ở nơi đó liền có một ông lão mặc đồ trắng đang đứng, hai tay ông ta chắp sau lưng, quay lưng về phía kẻ áo đen, bởi vậy không thể nào thấy rõ được khuôn mặt của ông ta. Kẻ áo đen hơi hành lễ với ông lão kia, không biết đang nói gì đó. Một lát sau, kẻ áo đen liền dẫn theo Diệp Liên rời khỏi. À đúng lúc này, ông lão mặc áo trắng kia đột nhiên quay người. Đôi mắt ông ta giống như một lưỡi dao sắc bén, khiến cho người nào nhìn thấy đều không rét mà tin, cũng đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên ngừng hẳn. Trong điện lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ, hai kẻ kia là ai? Huyền Hoàng chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, Huyền Hoàng chủ đột nhiên hỏi, người thật sự hiểu rõ đại thế giới Huyền Hoàng sao? Diệp Huyên trầm giọng, bà có ý gì? Huyền Hoàng chủ mỉm cười, ngươi biết không, đại thế giới Huyền Hoàng rất rộng, không chỉ rộng lớn, mà bối cảnh ở nơi này cũng vô cùng thâm sâu, ngay cả lúc ta đang ở thời kỳ đỉnh cao tại giới Huyền Hoàng năm xưa cũng chưa từng thống nhất toàn bộ đại thế giới Huyền Hoàng một cách đúng nghĩa. Vẫn còn một vài thế lực khác nữa,
mà bọn chúng lại không muốn ai biết cả, người hiểu chưa? Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng Chủ, chắc hẳn bà biết bọn chúng là ai. Huyền Hoàng Chủ im lặng. Diệp Huyên không hỏi gì nữa, lập tức xoay người rời đi. Huyền Hoàng Chủ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì hết. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã biến mất khỏi đại điện. Nhìn thấy cảnh này, lão già bên cạnh Huyền Hoàng Chủ lập tức thở phào một hơi. Diệp Huyên của hiện giờ quả thật quá mức đáng sợ. Còn đáng sợ hơn trước đó rất nhiều. Huyền Hoàng Chủ đột nhiên nói, hắn lại mạnh hơn rồi. Lão Dương nhìn Huyền Hoàng Chủ, hiện giờ hắn ta đã đến cấp bậc nào rồi? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, không rõ lắm. Dứt lời, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía ngoài đại điện, nói khẽ, đúng là yêu nghiệt thật sự. Lão Dương thấp giọng thở dài, có lẽ lần này nhà Hiên Viên gặp phải tai ương rồi. Huyền Hoàng Chủ cười nói, đừng coi thường nhà Hiên Viên, cũng đừng coi thường Kiếm Vũ Môn. Tất nhiên cũng chẳng thể nào coi thường vị Diệp Vương kia của chúng ta được. Chỗ dựa của hắn ta là một cao thủ khá mạnh đấy. Lão Dương trầm giọng, con nhóc thần bí trước đó rốt cuộc là ai? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, người của chúng ta không điều tra ra được. Bao gồm cả cô gái váy trắng kia, dường như những kẻ này đều đột ngột xuất hiện. Lão Dương hỏi, có thể tính ra không ạ? Huyền Hoàng Chủ khẽ nói, ai tính thì kẻ đó chết. Lão Dương! Huyền Hoàng Chủ đột nhiên cười bảo, để chúng ta nhìn xem Diệp Huyên kia và nhà Hiên Viên bên nào hơn bên nào. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đã đi tới Hiên Viên giới, hắn vừa mới xuất hiện thì Hiên Viên Vũ đã đứng ngay trước mặt hắn. Hiên Viên Vũ chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì hết. Hai mắt Diệp Huyên khép hờ, đưa ả ra đây. Hiên Viên Vũ híp mắt, Diệp Huyên, người thật sự muốn cá chết lưới rách hư. Diệp Huyên tức giận hét, đưa ả ta ra đây. Hiên Viên Vũ đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này một cô gái đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là Hiên Viên Kỳ. Nhìn thấy Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Vũ liền biến sắc, muội, muội mau quay vào đi. Hiên Viên Kỳ lắc đầu, ả ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên. Ta cướp muội muội của ngươi, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, nhoáng cái, một thanh kiếm đã lập tức đâm thẳng vào giữa trán Hiên Viên Kỳ. Xoẹt. Cả người Hiên Viên Kỳ trực tiếp cứng ngắc tại chỗ. Còn Hiên Viên Vũ thì ngây ngốc. Diệp Huyên quay người nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, vẻ mặt vô cùng dữ dằn, làm muội muội ta bị thương. Ngươi phải chết. Ánh mắt Hiên Viên Kỳ dại ra, hoàn toàn không ngờ mình sẽ chết đi như thế này. Một kiếm này của Diệp Huyên không chỉ đơn giản hủy xác mà còn hủy cả linh hồn ả ta. Cảm nhận được linh hồn đang tan biến với tốc độ chóng mặt, ả ta biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàng loạt hồi ức phụt qua đầu, vị đắng dâng lên bên môi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.